Đồng tử Hàn Lập co rụt lại, đây chính là một chút khoảnh khắc mà hắn đã tranh thủ được. Hàn Lập quát lớn, thân thể bạo phát hào quang lôi điện, 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm từ trong cơ thể ồ ạt phóng ra, hóa thành đạo đạo lôi quang, quấn lấy bạch quang cùng nhau tranh đấu. Đồng thời, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, kim quang lần nữa nở rộ khắp thân thể. Cơ thể cuồng trướng lớn lên gấp mấy lần, từng mảng từng mảng lông vàng óng như cương châm từ da thịt chui ra, trong giây lát đã biến thành cự viên lông vàng tiếng kim loại giao kích liên tiếp vang lên 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm quấn lấy bạch quang điên cuồng bổ lên khiến bạch quang run rẩy không thôi cự viên giống lên một tiếng kinh thiên hai cánh tay vượn hung mãnh phóng ra hai nắm đấm nở rộ kim quang trói mắt tựa như hai vầng mặt trời cấp tốc nện xuống bề mặt bạch quang ầm um, ầm um, bạch quang rốt cuộc bị đánh bật ra tuy nhiên thân hình cự viên lông vàng cũng lảo đảo lui lại phía sau hai cái nắm đấm tung tóe huyết nhục dường như đã vỡ vụn quá nửa Lúc này Hàn Lập đã nhìn rõ chân diện của bạch quang kia, đó là một thanh tiểu kiếm màu trắng. Chẳng qua là tạo hình của kiếm này có chút kỳ lạ, so với phi kiếm thông thường dày hơn mấy lần, hình dáng mũi kiếm và lưỡi kiếm không một chút sắc bén, thoạt nhìn tương đối kỳ quái, nhưng lại tản mát ba động linh lực và lực lượng pháp tắc kinh thế hãi tục, tuy còn kém năm kiện tiên khí bên trong đại trận ngũ hành yên không, nhưng thực sự không chênh lệch là bao. Hàn Lập vẫn đang trầm ngâm cân nhắc, nhưng tiên linh lực trong cơ thể hắn đang điên cuồng vận chuyển, nhanh chóng phục hồi thương thế ở hai tay. Trông thấy Hàn Lập tiếp xong một kích vừa rồi của y mà chỉ chịu chút vết thương nhẹ, biểu tình của đạo giận chân nhân từ kinh ngạc ngấm ngầm biến thành nóng vội, đang muốn thúc giục tiểu kiếm màu trắng một lần nữa, ý đồ làm trọng thương hoặc đánh chết Hàn Lập. Nhưng đúng lúc này, vèo, vèo, thanh âm rít gào bén nhọn bóng từ phía sau truyền đến, hai thân ảnh từ khe hở trên màn sáng bị Hàn Lập chém ra lúc trước đã từ bên trong bay đến gần, đúng là Giao Tam và Hồ Tam cả hai đồng thời bổ nhào về phía tế đàn ngũ sắc. Đạo giận chân nhân có chút thất thần, không dám tiết kiệm tiên linh lực nữa, một tay y phất lên. Một luồng kim quang trào ra từ trên người y, điên cuồng khuếch tán mở rộng, tạo thành một linh vực màu vàng, vô cùng nhanh chóng bao phủ ba người hàn lập. Bên trong linh vực vừa hình thành là một luồng pháp tắc hệ kim trùng trùng điệp điệp, so với lực lượng pháp tắc mà đám người hàn lập nắm giữ cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, tuy vẫn chưa thật sự hạ xuống nhưng linh quang hộ thể của ba người đã bị chèn ép tán loạn. Hồ Tam với thần sắc ngưng trọng lập tức tế ra thiên hồ hóa huyết đao, hào quang xám trắng quanh thân đại thịt, ẩm ẩm khuếch tán mở rộng, tạo thành một linh vực màu xám trắng. Hồ Tam gầm lên một tiếng, linh vực màu xám trắng vừa mới triển khai đột nhiên mãnh liệt co rút, hóa thành một quang cầu xám trắng lớn chừng nắm tay. Có thể thấy rõ những mũi nhọn màu xám trắng toán loạn tê. Tê, bên trong quang cầu, từ khoảng cách rất xa vẫn có thể cảm nhận rõ ràng chấn động pháp tác vô cùng cường đại quang cầu lóe lên một cái rồi dung nhập toàn bộ vào thiên hồ hóa huyết đao. Thiên hồ hóa huyết đao khẽ run rẩy ngân nga, phù điêu song thủ hồ ly nơi chuôi đao lóe lên huyết quang hung lệ, bốn con mắt đồng thời phát sáng, tỏa ra từng trận ánh sáng đỏ thẫm vô cùng yêu dị. Lập tức thiên hồ hóa huyết đao kịch liệt chấn động, phát ra tiếng đao minh thấu trời, tựa hồ vừa thức tỉnh sau một giấc ngủ rất dài. Nó lập tức bộc phát lực lượng vô cùng to lớn, huyết quang ngút trời bao bọc thanh đao, không gian màu vàng bên trong linh vực lập tức bị nhuộm thành màu huyết hồng thân ảnh thạch khinh hậu hiện ra từ trong huyết quang hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết từ trong thân đao chen trúc tuôn ra vô số huyết sắc phù văn ánh mắt hồ tam phản chiếu hình ảnh thiên hồ hóa huyết đao đã sớm trở thành một màu huyết hồng gã đột nhiên thét lớn song thủ cầm chắc chuôi đao hạ xuống nhất trảm. lập tức một luồng huyết lãng phô thiên cái địa phá không lao đi kèm theo chấn động pháp tác với uy lực cường đại tột cùng không hề thua kém lực lượng pháp tác ẩn chứa bên trong lĩnh vực của đạo giận chân nhân ầm uhm, thanh âm giao kích kinh thiên động địa huyết lãng hung hăng chảm lên linh vực màu vàng, thân ảnh thạch khinh hậu đột nhiên cuồng trướng cao hơn trăm trượng, hai tay mang theo hào quang sền sệt đỏ thẫm áp xuống linh vực màu vàng. Quang mạc màu vàng của linh vực lập tức đình chỉ khuếch tán, không thể nào tiếp tục sinh sôi. Hồ Tam chém ra một đao này gương mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không còn chút huyết sắc, hào quang xám trắng trên thân ngay cả một tia cũng không còn, hiển nhiên trong nháy mắt tiêu hao toàn bộ tiên linh lực. Hồ Tam không thể đứng vững mà dùng tay chống đao miễn cưỡng nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, cả người run lên từng chập. Cái gì, đạo giận chân nhân bị một màn vừa rồi làm cho kinh sợ, nhưng không hề trần chừ tiếp tục bấm niệm pháp quyết vung hai tay lên. Một đạo bạch quang từ xa bay vọt về phía hắn, đúng là tiểu kiếm cùn màu trắng nọ. Thanh kiếm cùn giờ đây tỏa ra bạch quang sáng lóa, hơn nữa trong nháy mắt biến thành một thanh cự kiếm màu trắng lớn chừng hơn 10 trượng, lập tức quét ngang thân thể ba người Hàn Lập. Ngay lập tức, một bóng người nhoáng lên, Hàn Lập đã khôi phục hình người thình lình xuất hiện trước mặt cự kiếm màu trắng hắn lầm rầm bấm niệm pháp quyết rồi điểm một cái. Cự kiếm màu vàng đang bị lưu kim hỏa long cuốn lấy bỗng nhiên bùm một tiếng nổ tung, hóa thành một vầng kiêu dương chói lọi ánh vàng lập tức chấn bay lưu kim hỏa long. Hơn 200 sợi tơ pháp tắc theo vụ nổ mà bắn ra xung quanh, thoát một cái đã mơ hồ biến mất vô ảnh vô tung, sau một khắc đã tụ tập xung quanh hàn lập. Miệng hắn tiếp tục lầm bẩm chú ngữ, hai thay biến ảo pháp quyết không ngừng. Hơn 200 sợi tơ pháp tắc lập tức xoay tròn, một lần nữa đan sen dung nhập với nhau, biến thành cự kiếm màu vàng hào quang ngút trời, lập tức đối chọi với cự kiếm màu trắng đang quét tới. Chương 1117, hoàn toàn tỉnh ngộ. Khi hai thanh cửa kiếm kim bạch va chạm, trong hư không bộc phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Cửa kiếm màu trắng bị cản lại nhưng cả người Hàn Lập bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức hỗn loạn một hồi. Dưới tình huống thời gian pháp tắc chi lực của hắn bị Tuế Nguyệt Thần đang áp chế trên diện rộng, hiển nhiên không thể nào nhận công kích trực diện của tồn tại đại la. Nhưng trong mắt đạo giận chân nhân lại hiện lên một tia chấn kinh, hiển nhiên không ngờ một kích dung nhập lực lượng pháp tắc của mình lại không thể đánh chết một tên tiểu bối thái ất cảnh đỉnh phong ngay tại chỗ. Cái khiến cho lão thêm giật mình nữa là trên người đối phương chứa tầng tầng lớp lớp các loại thủ đoạn. Giao Tam cũng không để ý tới tranh đấu bên này, thân hình như điện xông tới tế đàn ngũ sắc, trong chớp mắt đã đến trước tế đàn. Bất quá giờ phút này trước tế đàn đã bị đăng diễm của Tuế Nguyệt Thần đăng phát ra một màn lửa bao trùm lấy. Trong miệng nàng lẩm bẩm, hai tay nâng lên, từng sợi tinh thi đỏ sậm từ thể nội bắn ra, xen lẫn quấn quanh không ngừng trước người, linh vực quang mang đỏ sậm cũng nhanh chóng tụ đến chung quanh. Theo những tinh thi đỏ sậm này càng ngày càng nhiều, sắc mặt Giao Tam càng thêm tái nhợt, khí tức cũng có chút bất ổn, phảng phất khí lực toàn thân đều bị rút sạch. Ánh mắt nàng mang theo một tia kiên định, tốc độ niệm quyết lần nữa tăng lên. Hư không rung động ầm ầm, chẳng chỉ tinh thi màu đỏ sậm xen lẫn, hư ảnh một viên luân màu đỏ sậm to bằng gian phòng nổi lên. Mặt ngoài viên luân có phân bổ 6 cái lỗ tròn đen kịt xếp theo hình hoa mai lục giác, khảm nạm trên mâm tròn. Trong mỗi lỗ tròn quang mang đen kịt quay cuồng, tạo thành một vòng xoáy đang chậm chậm xoay tròn. Một cỗ lực lượng quỷ dị khó hình dung từ trong viên luân tản ra, dẫn tới hư không phụ cận vốn ổn định không gì sánh được lắc lư ù ù. Giao Tam khẽ kêu một tiếng, hai tay vung về phía trước một cái, viên luân đỏ sậm lập tức bắn ra, đồng thời xoay tròn ù ù không thôi, đâm vào trên màn lửa màu vàng xèo xèo thanh âm đại tác, màn lửa màu vàng run rẩy kịch liệt, từ đó bùng lên từng ngọn lửa màu vàng, ào ào quấn quanh mặt ngoài viên luân đỏ sậm. Nhưng vừa chạm đến, lập tức bị tầng quang mang màu đen kịt kia cuốn xuống một cái dập tắt ngay. Trong lòng đạo giận chân nhân quính lên, pháp quyết trong tay biến đổi, không để ý tới việc chém giết hàn lập nữa, mà bấm liên tiếp mấy đạo pháp quyết chui vào màn lửa màu vàng kia, khiến cho diễm quang lóe lên. Giao tam há miệng phun ra mấy đám tinh huyết, cả người nhất thời cực kỳ uể oải mảng lớn nồng đậm huyết vụ lập tức chui vào trong viên luân đỏ sập, khiến cho tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng lên, mảng lớn hắc quang bí mật mang theo một cỗ lực lượng vô hình chui xuống phía dưới màn lửa. Chỗ mặt ngoài màn lửa bị quang mang màu đen nhánh từ viên luân bao bọc, bục một tiếng bạo liệt ra, biến thành tàn diễm bay đầy trời. Luân hồi pháp tắc, đạo giận chân nhân thấy thế, lập tức trợn lên muốn rách cả mí mắt. Lão chẳng ngờ Hai tên tu sĩ thái ất cảnh trước mắt này lại tu luyện đúng là thời gian pháp tắc và luân hồi pháp tắc thuộc tam đại trí tôn pháp tắc, tạo nghệ lại thâm sâu không thua tu sĩ đại la cảnh. Hết thảy mọi chuyện phát sinh trong trước mắt nên không làm gì được, bọn người lôi ngọc sách muốn duy trì đại trận đã không dễ, căn bản không thể nào phân thân đến trợ giúp lão một chút sức lực. Hàn đạo hiếu, tranh thủ, mau ra tay, giao tam quát to, lúc này sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, cả người phảng phất hư thoát, quỳ một chân trên đất. Viên luân đỏ sậm xoay tròn cũng theo đó dừng một chút, như muốn ngừng lại. Giao tam còn chưa dứt lời, thân hình Hàn Lập đã sớm hóa thành một đạo lưu quang lóe lên xuyên thẳng qua màn lửa. Bất quá hắn cũng không phóng tới tế đàn, mà là nhằm vào hướng ngọn tuế nguyệt thần đăng trên tế đàn. Hàn đạo hiểu, người đang làm gì vậy? Sao tam giật mình, lúc này, chỗ sâu trong con người Hàn Lập phản chiếu hình ảnh thần đăng, ánh mắt có chút mờ mịt. Tựa hồ giờ phút này trong mắt của hắn ngoại trừ tuế nguyệt thần đăng kia thì không chứa thêm bất kỳ vật gì khác. Tên nhãi danh muốn chết, mắt đạo giận chân nhân như phun ra lửa giận, điên cuồng gầm lên lão quát to một tiếng, một tay kết ấn, chỉ một cái về phía tuế nguyệt thần đăng, đồng thời cắn đầu lưỡi phun mạnh ra một ngụm tinh huyết hiện ra hào quang màu vàng óng. Tuế nguyệt thần đăng lập tức run lên kịch liệt, dầu trong cây đèn tựa như sôi trào, cuồn cuộn kịch liệt lên. Một chút dầu ở bên trong rơi ra, lập tức hóa thành một mảnh lửa màu vàng vô cùng nóng bỏng đánh tới hàn lập. Hàn lập tựa như không biết thứ này, dục vọng trong mắt đã che mất lý trí của hắn, thân sắc của hắn trở nên điên cuồng, công pháp đại ngũ hành huyễn thế quyết trong cơ thể thôi động đến cực điểm. Bộ thời gian pháp tắc chi vật như chân ngôn bảo luân lần lượt hiện lên chung quanh tạo thành một màn sáng hình tròn màu vàng, bao lấy hắn xông vào trong biển lửa. Vừa vào sâu trong hỏa diễm, bốn phía tiếng thét đại tác, một bộ năm kiện đồ vật thời gian pháp tác lập tức bị ngọn lửa không ngừng áp xúc, ép trở lại sát thân hắn. Mà màn sáng màu vàng xung quanh cũng bị hỏa diễm thiêu đốt, dần dần trở nên mỏng manh. Hàn lập cắn chặt răng, không sinh nửa điểm thoại ý. Lúc này, hắn không khác với kỳ ma tử lúc trước, thậm chí còn hơn. Bất quá sau mấy tức, rốt cuộc năm kiện đồ vật thời gian pháp tắc không chống đỡ nổi, màn sáng do chúng ngưng tụ ra triệt để bị đốt cháy, thân thể hàn lập bị lộ hoàn toàn trong hỏa diễm. Một cảm giác nóng bỏng kịch liệt không gì sánh được sinh ra, khiến cho lông mày hàn lập nhíu lại, quang mang trong mắt thoáng ảm đạm mấy phần nhưng ngay sau đó hắn liền hừ lạnh một tiếng, thần sắc lại lần nữa trở nên kiên nghị. Chỉ thấy bàn tay hắn vươn vào hỏa diễm, bắt lấy tuế nguyệt thần đăng, muốn kéo nó ra ngoài hỏa diễm trên thần đang lập tức ngưng tụ thành một một con dao long thuận theo cánh tay hàn lập leo trèo quấn quanh lên trong nháy mắt liền nuốt sống toàn bộ cánh tay và gần nửa người của hắn vào trong màn lửa cháy sáng rực hàn lập thấy rõ pháp bào làn da và cơ bắp trên cánh tay mình tan ra từng chút từng chút một xương cốt còn sót lại cũng bị liệt diễm thiêu đốt dần dần trở nên cháy đen loại đau đớn kịch liệt khó chịu được này hắn cũng không phải là không cảm giác được chỉ là giờ phút này trong đầu hắn chỗ sâu trong thần hồn có một thanh âm một mực không ngừng an ủi hắn. Cố thêm chút nữa, sẽ lấy được, chỉ cần lấy được thần đăng, hết thảy đều đáng giá. Nhanh, dùng thêm chút sức, cầm lấy nó, cầm lấy nó. Thần sắc hàn lập hoảng hốt, trong miệng cũng thì thào một câu, cầm lấy nó. Trong khi hắn nói, thiên sát chấn ngục công tử vận chuyển, tất cả chân linh huyết mạch trong cơ thể đồng thời sôi trào lên. Lúc này hắn không quản cùng lúc thay đổi nhiều chân linh huyết mạch như vậy có thể đưa tới huyết mạch phản vệ hay không. Giờ phút này, hắn chỉ muốn dùng hết toàn bộ lực lượng của mình để đoạt lấy chiếc thần đăng kia. Đạo giận chân nhân vô cùng phẫn nộ, dâu tóc dựng lên, đạo bào toàn thân căng phồng, thân hình mang theo liên tiếp tàn ảnh phóng đến phía thần đăng. Giao tam lúc này lại sinh ra khí lực không biết lấy từ nơi nào, lần nữa thúc giục pháp quyết, viên luân màu đỏ sậm lại nhanh chóng chuyển động, vò thẳng về phía tế đàn ngũ sắc. Không ổn, đạo giận chân nhân lần nữa kinh hãi, muốn quay lại đã không kịp, ngũ sắc quang mang do tế đàn tỏa ra tựa hồ cũng muốn ngăn cản viên luân đỏ sậm đáng tiếc uy năng ngũ sắc quang mang có hạn tùy tiện liền bị mâm tròn đỏ sậm đập vụn theo một tiếng nổ ầm vang lên trên tế đàn bị đánh ra một cái động lớn bên trong một mảnh đen kịt tựa hồ thông sâu đến địa ngục cơ hồ cùng lúc đó luyện thần thuật trong thức hải hàn lập tự vận chuyển trong đầu lập tức xuất hiện một đạo kinh lôi sáng như tuyết khiến cho linh đài hắn thanh tỉnh mấy phần hàn đạo hiếu lúc này một tiếng quát chói tai lọt vào trong tai hắn hàn lập bỗng nhiên giật mình quay đầu nhìn lại chỉ thấy lôi ngọc sách đang khàn cả giọng gào thét với hắn ngươi thật không để ý sinh linh kim nguyên tiên vực vì ham muốn bản thân muốn thả ma đầu kia ra sao tế đàn đã bị phá vỡ nếu đèn này lại bị đoạt ma đầu kia sẽ không còn chỗ cố kỵ ma đầu ham muốn bản thân sinh linh hàn lập như được cảnh tỉnh tâm thần bỗng nhiên run lên lại nhìn thấy tình cảnh của mình hoàn toàn tỉnh ngộ hắn vội buông bàn tay cơ hồ đã hóa thành xương khô thân hình nhanh lùi lại nhưng hỏa diễm quấn quanh trên cánh tay hắn lại không chịu nhả ra tiếp tục quấn lên trên bám theo tâm niệm hàn lập vừa động vội lấy hồ lô màu xanh bên hông xuống vỗ đáy hồ lô miệng hồ lô lập tức có một vòng xoáy màu xanh lục nổi lên hút hỏa diễm đang bám trên cánh tay vào hỏa diễm tiến vào trong hồ lô vỏ ngoài hồ lô vốn xanh tươi lập tức bị thiêu đến đỏ bừng hồi lâu cũng không thấy khôi phục hàn lập lại treo hồ lô về bên hông nhìn thoáng qua cánh tay mình bị cháy đen như than sau lưng lại nổi lên một trận dùng mình trong nháy mắt mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo ta đã làm gì vậy đã bị ai khống chế tâm trí hắn tự lẩm bẩm một câu không đúng vấn đề không phải xuất hiện ở nơi này mà đã sớm xuất hiện từ trước nhưng âm thầm chôn sâu xuống dưới mà thôi trong đầu hàn lập nhanh chóng nhớ lại từng chút một khi tiến vào tuế nguyệt tháp lúc này mới kinh hãi phát hiện một chút manh mối hắn tin là mình không bị người khống chế thần trí chỉ là trên đoạn đường này đi tới một chút dục vọng trong đáy lòng của hắn tựa hồ vô hình phóng đại lên từng chút từng chút một, chẳng qua là chính hắn như ở trong núi, không hề hay biết mà thôi. Ngoài ra, dường như tất cả mọi người tiến nhập vào trong tuế nguyệt tháp vô hình bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, một loại dục niệm nào đó bị dẫn vào trong lòng, một cách vô tri vô giác, không ngừng lớn lên. Cho nên bọn hắn mới không hề cố kỵ, không ngừng phá hư tế đàn, không ngừng thu lấy bảo vật, cuối cùng tất cả đều dẫn tới tuế nguyệt thần đăng. Phàm là người có chút tư tâm muốn chiếm hữu vật này, cuối cùng đều bị dẫn dắt đến tranh đoạt nó. Sau khi tỉnh táo lại, Hàn Lập nhìn về phía lỗ lớn xuất hiện bên kia tế đàn, ánh mắt hơi co rụt lại. Lỗ lớn trên tế đàn vừa mới xuất hiện, bên trong liền truyền ra trận trận tiếng vang leng keng, từng luồng từng luồng khói đen nồng đậm uốn lượn như yêu long bay lên, xông ra miệng lỗ rồi tiêu tán, hóa thành hắc khí cuồn cuộn che mất toàn bộ đại điện. Trên cánh tay Hàn Lập hiện ra hư ảnh đông ất thần mộc, cơ bắp và làn da trên cánh tay bắt đầu chữa trị lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỉ là mơ hồ vẫn còn chút tổn thương, trong thời gian ngắn chưa thể phục hồi như cũ. Thân hình hắn lơ lửng trên bầu trời, trong đôi mắt sáng lên hào quang màu tím, vận chuyển cửu U Ma Đồng nhìn chăm chú tới lỗ thủng lớn trên tế đàn. chương 1118 tính sổ, chỉ thấy sâu trong lỗ hồng trên tế đàn là một mảnh không gian cực lớn trong lòng đất, cuồn cuộn hồng quang, nham thạch nóng chảy màu đỏ tươi từ khắp nơi chảy tràn ra. Nham thạch nóng chảy hội tụ thành một hồ nước màu đỏ sập, trên mặt hồ cuồn cuộn tỏa ra từng luồng khí nóng rực, Chính giữa hồ là một khối nham thạch màu đen cực lớn lơ lửng, phía trên nó dựng đứng tám cái cột cũng bằng nham thạch màu đen. Trên mỗi cây cột đều có vô số vết nứt dày đặc nằm rải rác, bên trong vết nứt cũng có nham thạch màu đỏ tươi lưu động, hiện ra hào quang chớp động không ngừng. Từng sợi xích màu vàng quấn quanh phía trên các cây cột xung quanh hội tụ tới vị trí trung tâm khối nham thạch. Tại nơi đó có một gã nam tử tiểu tùy tóc rối tung, thân hình gầy như que củi đang nửa quỳ trên mặt đất. Toàn thân gã không một mảnh vải. Gầy đến nỗi chỉ còn lại một lớp da trắng bệch ôm lấy bộ xương mảnh khảnh. Tám sợi xích màu vàng chia ra xuyên qua ngực, bụng, bả vai và cánh tay, vây khốn phong tỏa gã ở chính giữa. Trên mặt đất dưới chân gã khắc họa vô số phù văn cổ xưa, trên phù văn truyền ra từng cỗ lực lượng phong ấn cấm chế cường đại. Ánh mắt Hàn Lập hơi trầm xuống quan sát lỗ đen âm u kia, trong đầu hắn bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, dường như chính bản thân mình đang nhìn chằm chằm vào một cái vực sâu dục vọng không đáy. Hắn vội lắc đầu, vứt bỏ hết những thứ tạp niệm này, nhưng sau đó ánh mắt hắn lại lóe lên, trong miệng không nhịn được ổ nhẹ lên một tiếng. Chẳng biết tại sao, hắn có cảm giác phát trận chỗ này có chút cổ quái, nhưng cổ quái ở chỗ nào nhất thời nửa khắc hắn lại không thể nói ra. Đúng lúc này, nam tử tiêu tùy kia bỗng ngẩng đầu nhìn hắn, trên gương mặt trắng bệch gầy đét như mặt quỷ kia bỗng nhiên hiện ra một nụ cười lớn, trong miệng lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, nụ cười khoa trương kèm theo vài phần cổ quái. Hàn lập thấy thế cả kinh, vội vàng vận chuyển luyện thần thuật nhưng lại không phát hiện ra có bất kỳ điều gì không ổn, lúc này trong lòng hắn mới an tâm lại đôi chút. Tất cả mọi người đã bị một màn điên cuồng của Hàn Lập khi trước làm cho khiếp sợ nên không ai chú ý tới chỗ rỉa lỗ đen có một đạo sương mù màu đen lặng lẽ thoát ra, khi tiến gần đến đám người lôi ngọc sách thì biến mất không thấy đâu nữa. Thấy nguy cơ do Hàn Lập mang đến đã được giải trừ, đạo giận chân nhân một lần nữa tập trung chú ý lên trên tế đàn. Nếu đã phiền toái đến vậy, vậy thì đành phải giải quyết xong hết mọi chuyện thôi. Trong miệng lão thời dài một tiếng, ánh mắt lại trở nên dị thường lạnh thấu xương. Lão giơ một bàn tay lên chảo vào trong hư không một cái, thu đại ấn màu vàng vào tay. Chỉ thấy lòng bàn tay đạo giận chân nhân lóe lên huyết quang, một giò tinh huyết rơi ra nhỏ xuống mặt ngoài đại ấn, lập tức thấm vào bên trong. Ngay sau đó, trong miệng lão nhanh chóng ngâm tụng một hồi, ấn văn dưới đáy đại ấn liền lóe lên hoàng quang, bên trên truyền ra vô số cỗ lực lượng pháp tác thổ thuộc tính hùng hậu dày đặc. Đạo giận chân nhân dùng phương pháp huyết luyện cưỡng ép luyện hóa cấm chế bên trong đại ấn, rồi bắt đầu toàn lực thúc dục ngũ hành yên không đại trận. Chỉ thấy năm kiện tiên khí đang lơ lửng trên không trung đột nhiên tỏa ra một trận quang mang chói mắt mà trước đó chưa từng có. Năm người lôi ngọc sách lúc này đang có nhiệm vụ phụ trợ thúc dục đại trận thì bỗng nhiên cảm thấy lực lượng pháp tác trong cơ thể giống như cá voi hút nước tuôn ra, bị đại trận hấp thu. Cùng lúc đó, màn sáng ngũ sắc đang bao phủ bên ngoài tế đàn lập tức co lại rất nhanh, chỉ bao phủ khu vực mấy trượng bên ngoài tế đàn. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi thán phục không thôi. Chỉ thấy bên trong màn sáng, tế đàn đã bị tàn phá ở bên trong màn sáng ngũ sắc bao phủ giống như một bức tranh đã mục nát nghìn năm bị gió nhẹ thổi qua trong nháy mắt hóa thành bụi phấn tan ra. Cùng lúc đó, miệng lỗ trên tế đàn cũng bắt đầu sụt lở, mở rộng ra, sương mù màu đen từ trong đó cuồn cuộn tuôn ra nhưng một khi tiến vào phạm vi màn sáng sẽ giống như tế đàn lúc vừa rồi, ngay lập tức hóa thành bột mịn tiêu tán đi. Đây mới là uy lực chân chính của ngũ hành yên không đại trận, nếu đã bị nó bao phủ, vạn vật đều trở thành bụi đất. Kỳ ma tử thì thào nói, chỉ thấy lỗ thủng lớn trên tế đàn mang theo toàn bộ khối nham thạch màu đen đang lơ lửng trên hồ nham thạch nóng chảy, gồm cả cột đá cấm chế bên trên và nam tử tiêu tụy được bao phủ ở bên trong trầm chậm chìm vào trong ngũ sắc quang cầu. Bên trong màn sáng, nham thạch màu đen cũng bắt đầu dần dần tan ra thành bột phấn. Trong khi đó, Nam tử tóc tai bù xù, người gầy đét bị tám sợi xích màu vàng xuyên qua thì trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, thân hình cũng chưa lập tức bị chôn vùi ngay. Hai mắt Hàn Lập nhìn chằm chằm vào nam tử gầy đét kia. Nam tử giống như cảm giác được, đột nhiên quay đầu làm mặt quỷ với Hàn Lập. Đạo Giận Chân Nhân thấy thế sắc mặt lập tức ngưng trọng, hai tay bấm pháp quyết thúc dục tiên linh lực trong cơ thể tới cực hạn, giống như thủy triều phát tiết ra. Chỉ thấy phù lục trên thần đang lập tức tỏa ra kim quang mạnh mẽ, phụt một cái cháy bùng lên phù lục trong hư không rất nhanh hóa thành cho tàn, chỉ còn sót lại một ngọn lửa màu vàng ngưng thực, bay vào trong tuế nguyệt thần đăng, dung hợp với ngọn lửa trên bắc đèn. Ngọn lửa trên tuế nguyệt thần đăng bỗng nhiên run rẩy sau đó một trận ba động vô cùng cường đại từ trên thân cây đèn cổ truyền ra. Chỗ bắc đèn, bỗng nhiên lóe lên một đạo lôi điện màu vàng quấn quanh ngọn lửa, trong nháy mắt bay ra khỏi thần đăng như một ngọn phi đao, đâm thẳng vào bên trong ngũ sắc viên cầu ầm một tiếng vang thật lớn, kim quang bên trong ngũ sắc viên cầu đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt hòa làm một thể với ngũ sắc quang mang, che kín hoàn toàn không gian bên trong. Bốn phía bên trong lỗ lớn trên tế đàn hiện ra hào quang đủ các màu, âm thanh nổ vang không ngừng vang lên, toàn bộ cột đá cấm chế, xiêm xích màu vàng và nam tử tiểu tụy bị hào quang bao phủ, đã không còn thấy bóng dáng. Sau đó một lúc lâu, thanh thế bên trong ngũ sắc viên cầu đã ngừng lại, hào quang tản đi, hư không bên trong bị hủy diệt hoàn toàn, mọi vật đều tiêu tán biến thành hư vô. Tiếp theo một tiếng bụp nhẹ nhẹ vang lên, ngũ sắc viên cầu giống như bọt nước trong giấc mộng tự động vỡ tan ra, trong hư không hiện ra một cái vòng tròn cầu vồng, sau đó lập tức biến mất không thấy đâu. Cát bụi lại trở về với cát bụi, phòng ấn ngươi đã lâu như vậy, cuối cùng có thể hoàn toàn diệt sát được ngươi rồi. Đạo giận chân nhân thấy cảnh này, vẻ mặt căng thẳng rốt cuộc cũng giãn ra đôi chút. Lão thở dài một hơi, cả người cũng không khỏi lung lay. Năm người lôi ngọc sách giống như được đại xá, từng người thở hồn hền, ngồi bệt xuống, sau đó cố gắng nuốt vào một viên đan dược, tiếp tục thúc giục cấm chế khống chế bốn phía. Lực lượng pháp tác trong cơ thể bọn họ đã bị hấp thu hơn một nửa, tiên linh lực cũng đã tiêu hao rất nhiều, mặc dù nguyên khí đại thương nhưng may thành công tiêu diệt hoàn toàn tên ma đầu kia. Trước kia các người một đường phá hư phong ấn tranh đoạt bảo vật, thống khoái đến cực điểm, bây giờ đã đến lúc trả nợ rồi. Ánh mắt đạo giận chân nhân xoay chuyển nhìn về phía đám người hàn lập, chậm rãi nói. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt không khỏi hơi đổi. Đạo giận chân nhân vốn là tu sĩ đại la, lại sở hữu tuế nguyệt thần đăng, chỉ cần thi triển thần thông ngũ sắc viên cầu vừa rồi thì nhất định tuyệt đại đa số đám người ở đây không có nửa phần khả năng chống lại. Ánh mắt kỳ ma tử hơi trầm xuống, liếc nhìn qua lại hai người dạo giận chân nhân và hàn lập, dường như đang tính toán làm sao để không xung đột với người phía trước, lại đồng thời diệt trừ hậu họa là người phía sau. Giao tam trao mày đứng chung một chỗ với hồ tam, cả hai người đều mang bộ dạng tâm sự nặng nề. Ngay lúc tất cả mọi người đều có tâm tư, suy nghĩ lộn xộn thì có dị biến nảy sinh chỉ thấy đạo giận chân nhân đang xải bước định đi về phía đám người lui ngọc sách thì bỗng nhiên trong bụng lão lóe lên một đạo bạch quang, một đoạn trường đau gần như trong suốt đột nhiên từ trong đâm ra, khiến cho máu tươi bắn tung tóe. đạo giận chân nhân phẫn nộ trợn mắt, trở tay đánh ra một trường về phía sau lưng. nhưng người phía sau sau một kích thuận lợi đã sớm lui lại, né qua một bên tránh trường này, một lần nữa quay về đứng ở phía xa. tất cả mọi người đều bị một màn bất ngờ này chân kinh, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía người nọ trên mặt lôi ngọc sách hiện lên vẻ càng khó mà tin được cả kinh kêu lên văn trọng ngươi làm gì vậy văn trọng đứng ở phía xa sau lưng đạo giận chân nhân nghe tiếng thét hỏi khuôn mặt vốn đang ung dung bình thản lập tức bắt đầu trở nên méo mó trong ánh mắt tràn đầy hận ý gã xuất ra một kích này thực sự quá mức quỷ dị ngoài dự liệu của mọi người lúc ra tay lại không lộ ra chút sát khí nào thậm chí không hề kích thích nửa điểm linh lực rung động nào Đạo giận chân nhân vừa mới hao phí rất nhiều chân nguyên thúc dục ngũ hành yên không đại trận diệt sát tên ma đầu kia, sau khi trong lòng đúng là căng thẳng đến cực độ, không khỏi có chút buông lòng, thêm nữa lão cũng không phòng bị với văn trọng nên mới bị gã ta đâm chúng một đao, khiến lão bị thương rất nặng. Ha ha, ta đang làm gì ư? Ngươi nói xem ta đang làm gì? Ta muốn giết lão đạo vô sỉ tâm tư nặng thiên vị này. Thần sắc văn trọng điên cuồng, không ngừng cười to. Vì cái gì, ngươi điên rồi sao? người là trưởng giáo chân nhân đồng thời còn là ân sư thụ nghiệp của chúng ta. Lôi Ngọc Sách vẫn không thể hiểu được, giận dữ quát lên: Nếu như lão là ân sư của ta và ngươi, tại sao ngay cả bộ Thông Thiên Kiếm trận đã thất truyền lại chỉ truyền cho mình ngươi? ở bên cạnh ngươi, ta vĩnh viễn chỉ là cái bóng thấp thoáng dưới ánh sáng, vĩnh viễn chỉ có thể làm nền cho ngươi. như vậy thật bất công, ta không cam tâm, ta không cam lòng. Phan Trọng liên tục nhắc lại câu ta không cam lòng với giọng điệu đã trở nên cuồng loạn. Phan Trọng. Ngươi, lôi ngọc sách khó có thể nén được vẻ mặt đau lòng, mở miệng nói. Đạo giận chân nhân sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt càng khó coi hơn, lưỡi đao trong suốt óng ánh kia đã đâm vào vị trí vô cùng âm tàn, xuyên cả vào đan điền. Lão chậm rãi rút đao ra, miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Lôi ngọc sách thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ lo âu, đang muốn tiếp tục mắng cho văn trọng tỉnh ngộ thì bị đạo đận chân nhân ngăn lại. Ta sớm đã biết trong lòng văn trọng có oán hận, đã tự mình nói chuyện với hắn. Ta tưởng rằng đã giải tỏa được tâm tư của hắn, không ngờ trong lòng hắn vẫn còn mang khúc mắc, mới khiến cho ma đầu kia có cơ hội lợi dụng. Đạo giận chân nhân lau vết máu nơi khóe miệng, nói ra. Sư tôn, người đang nói gì vậy? Vẻ mặt lôi ngọc sách nghi hoặc, kinh ngạc hỏi. Ma đầu kia tu luyện tâm ma pháp tắc, am hiểu nhất là điều động quỷ vực trong lòng người, phóng đại oán hận bên trong đến vô hạn. Văn trọng giờ phút này xem ra đã bị y lợi dụng đạo giận chân nhân thở dài một tiếng nói ra, Hàn Lập được nghe lời ấy, trong lòng dùng mình, tựa hồ ý thức được cái gì. Ha ha, ha ha, thật thoải mái, thoải mái, hôm nay cho ngươi ăn một đao kia mới giải tỏa hết mối hận nhiều năm chất chứa trong lòng của ta. Văn Trọng nghe vậy, tiếng cười càng phát ra điên cuồng hơn, khuôn mặt càng trở nên dữ tợn. Chương 1119, Hắc Thiên Cuồng Ma. Đạo giận chân nhân chậm rãi nuốt xuống một viên đan dược màu vàng, Đại khai áp chế thương thế, đưa mắt nhìn về phía Văn Trọng. Điều khiến người khác bất ngờ chính là tính cách y vốn nóng này, hơn nữa lại ghét ác như cừu, nhưng ánh mắt lúc này không mang theo quá nhiều sự trách cứ, mà đa phần là thương cảm. Thân hình Đạo Giận Chân Nhân đột nhiên mơ hồ nhòe đi rồi biến mất tại chỗ, tiếp đó, trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Văn Trọng. Văn Trọng dường như đã phát hiện ra dị biến, năm ngón tay cong lại thành chảo móc ngược về phía sau, chộp vào ngực Đạo Giận Chân Nhân nhưng người đứng sau lưng Văn Trọng đã tung trưởng đè chặt cánh tay kia, bẻ ngoặt xuống dưới. Văn Trọng cảm thấy cánh tay mình như bị lực lượng ngàn cân đè xuống, cả người không tự chủ được mà bổ nhào về phía trước, ngã rúi rụi trên mặt đất. Đạo giận chân nhân thuận thế cuối người, giờ cánh tay còn lại điểm về phía tay phải họ Văn một chút, từ đầu ngón tay liền xuất ra một đạo tinh quang như cương châm mau chóng chui vào hộp sọ Văn Trọng. Văn Trọng vẫn đang cố sức giấy ruộng thì đột nhiên khựng lại như vừa bị sét đánh, thân hình trong nháy mắt cứng đờ, trực tiếp ngất đi. Lôi Ngọc Sách trông thấy một màn như vậy, tuy ánh mắt có chút ngưng trọng nhưng cũng thả lỏng tâm tình. Nhưng ngay sau đó, họ lôi đột nhiên biến sắc, nhìn về phía biên giới tế đàn trước đó đã bị nhìn nát với vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy ở khu vực đó thình lình xuất hiện một mảng sương mù đen kịt, lưu chuyển bất định như một cơn gió lốc, rất nhanh đã tạo thành một vòng xoáy phong bạo màu đen cao hơn trước ở trung tâm lốc xoáy còn liên tục tản ra một loại ba động khí tức vô cùng mạnh mẽ. Đừng nói là Lôi Ngọc Sách ngay cả kẻ có thần thức cường đại và suy nghĩ kín đáo như hàn lập cũng chẳng hề hay biết màn xương đen kia xuất hiện từ lúc nào chỉ thấy vòng xoáy màu đen vận chuyển ngày một nhanh liên tục hấp thu khói đen từ bốn phía hào quang màu đen tỏa ra càng ngày càng đậm đặc hô thanh âm chấp nhoáng vừa vang lên tất cả khói đen rốt cuộc đã ngưng tụ xong vòng xoáy rốt cuộc cũng dừng lại bên trong ô quang nồng đậm thấp thoáng thân ảnh của một nam tử lưng hơi còng ánh mắt hàn lập ngưng trọng cẩn thận dò xét nam tử mới hiện thân kia nhận thấy người kia có làn da âm u đen như mực, nổi bật trên khuôn mặt là cặp mắt vô cùng quái dị. Trong đó, đồng tử mắt trái lấp lóe ánh tím, bên trong giường như có tinh vân màu tím xoay tròn, đồng tử mắt phải lóe lên ánh sáng xanh lục, bên trong là một mảnh hỗn độn, thoạt nhìn tựa như một lớp màng trên mắt, có chút vẩn đục. Ngũ quan nam tử này sắc xảo rõ ràng, sống mũi cao thẳng, làn môi sắc mỏng, thực tế hẳn phải là một trung niên nam tử tướng mạo tuấn lãng phong lưu, có điều mái tóc gã lại vừa xám trắng lại vừa quan, lòa xòa phủ lên hai vai, dâu quanh miệng vua tủa rậm rạp, đại thể giống như một lão giả ngoại ngũ tuần lôi thôi lách thích. Sau khi hiện thân, nam tử lập tức co người lại, hai tay bó gối, ngồi xổm tại chỗ của quảng lung tung, miệng mấp máy liên tục dường như đang lẩm bẩm cái gì mơ hồ không chút rõ ràng, cũng không cách nào phân biệt. Ngay tại thời điểm, cả đám người ai nấy bốn mắt nhìn nhau. Vẫn chưa minh bạch chuyện gì đang xảy ra thì sau lưng trung niên nam tử bỗng nhiên tỏa ra hào quang âm u, sau đó từ từ xuất hiện một vòng xoáy màu đen lớn như cái chậu rửa mặt. Đám người Hàn Lập thấy thế, ban đầu chỉ đơn giản là cảm thấy cổ quái một chút, nhưng chỉ một lát sau, sắc mặt từng người một bắt đầu xuất hiện biến hóa, từng người một trợn tròn hai mắt, khuôn mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Chỉ thấy tại mi tâm mỗi người, không chừa một ai, đều nhiều ra một đám tinh ti màu đen dường như có sinh mạng, ở giữa không trung vặn vẹo một chút rồi đột nhiên bắn ra, lao thẳng về phía vòng xoáy trên lưng nam tử ngay cả mấy cỗ thi thể yêu ma đã chết cũng không ngoại lệ. Tại thời điểm tinh ti từ mi tâm bay ra, trong nháy mắt Hàn Lập liền thò tay ra định tóm lấy vật đó để cẩn thận xem xét một phen. Kết quả là đám tinh ti kia lập tức hư hóa, trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay hắn mà bay đi, không để lại bất cứ cảm giác gì. Gần như cùng lúc với dị biến vừa xảy ra bên trong tháp, đám trưởng lão đệ tử các phái đang tụ tập bên ngoài tuế nguyệt chờ tạo thành một mảng lớn mênh mông đen xì, Phân bổ từng nhóm thành nơi chú quân chờ đợi những người của tông phái bọn họ tiến vào trong tháp quay trở về. Bởi Lôi Ngọc Sách dẫn đầu mọi người đi vào trong tháp đã lâu ngày, khó tránh khỏi mọi người ở bên ngoài chờ đợi thấp thỏm không yên. Việc phân chia nơi chú quân từng làm bộc phát phải cuộc tranh đấu, rốt cuộc mấy tên trưởng lão vẫn phải ra mặt ước thúc đám đệ tử, khiến cho mọi việc tạm thời lắng xuống. Hiện bên ngoài tháp đã sắp hoàng hôn, phần lớn đệ tử các phái đã trở lại doanh phòng đả tọa tu hành nhưng vào lúc này, thân thể ai nấy đều xuất hiện một chút biến hóa cổ quái, từ trên đỉnh đầu mọi người đều có một chút tinh ti màu đen bắn ra. Chỉ thấy vô số tinh ti màu đen hội tụ ở trên trời, tạo thành một đám mây đen bay vào trong tuế nguyệt Tháp, rồi hư hóa một hồi sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Mọi người trong doanh trại dồn dập lao ra ngoài đuổi theo đám mây tinh ti màu đen, chứng kiến đám mây tinh ti biến mất không chút dấu vết, từng người một đều mang vẻ mặt cổ quái, cùng một bụng đầy nghi hoặc trở về, ai cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng không lâu sau đó đã có không ít người bắt đầu vội vã rút lui khỏi nơi chú quân, mau chóng tản ra bốn phương tám hướng. Thân thể lũ yêu ma còn sót lại ở tất cả các tầng không gian bên trong tuế nguyệt tháp giờ phút này cũng xuất hiện dị trạng tương tự, đều có tinh ti màu đen bắn ra, mau chóng tan biến giữa hư không. Những tinh ti này bất luận đến từ đâu cũng chỉ có một cái đích duy nhất, tất cả đều chui vào trong tuế nguyệt tháp, rồi bị vòng xoáy âm u trên lưng nam tử trung niên tóc tai bù xù kia cắn nuốt. Hàn lập liên tục quan sát hư không, mắt thấy tinh ti màu đen lũ lượt xuyên qua cấm chế đại điện và vách tường rồi hội tụ trên người nam tử trung niên kia, trong lòng không khỏi giấy lên một loại cảm giác khác thường. Tại thời điểm tinh ti màu đen kia ly thể, hắn cũng cảm giác được nơi thức hải dường như thiếu mất chút gì, giống như món đồ tốt bấy lâu vẫn một mực giấu giếm, bảo quản cuối cùng lại bị kẻ khác lấy đi. Nhưng càng quỷ dị ở chỗ hàn lập căn bản không hề nhận biết thức hải của mình từ khi nào thì có thêm một sợi tinh ti. Luyện thần thuật của hắn vậy mà không thể mảy may dò xét vật này. Thực tế không chỉ mình Hàn Lập có nghi hoặc cái này, dường như tất cả mọi người có mặt ở đây lúc này đều có cảm giác khó hiểu giống như hắn. Trước khi những tinh ti kia ly thể, bọn họ không phát hiện được gì, mà sau khi những tinh ti kia biến mất, cả đám mới nhao nhao phát hiện tâm cảnh chính mình lúc trước có chút không đúng. Chỉ là nhất thời ai cũng đều nghĩ mãi nhưng rốt cuộc vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Trong lúc ai nấy đều đang kinh nghi, vòng xoáy âm u trên người gã nam tử trung niên kia đã biến mất, cả người gã dường như vừa thức tỉnh sau một giấc ngủ vô cùng dài, chậm rãi đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi rồi ngoác miệng ngáp một cái thật dài. Giờ phút này, khí thức của gã đã tăng vọt vô số lần, Tu Vi đã đạt đến đại la đỉnh phong, mỗi lần giơ tay nhấc chân dường như đều khiến hư không chịu ảnh hưởng, nhộn nhạo run rẩy từng cơn. Gã ngáp xong thì hạ tay xuống, khí thế kinh thiên kia mới từ từ thu liếm, bộ dáng toàn thân không còn nửa điểm dị trạng, thoạt nhìn vô cùng giống như một kẻ điên rách dưới tầm thường. Nhưng khi gã xoay người lại, hoàn toàn đối diện với đám người, sắc mặt đạo giận chân nhân lập tức đột biến, kinh sợ kêu lên thất thanh là đại hắc thiên lão ma. Đám lôi ngọc sách nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi tới cực điểm. Các ngươi là người phương nào, bị đạo giận chân nhân gọi là hắc thiên lão ma, nam tử trung niên đưa tay gái gái đầu, vừa mở miệng nói nửa câu đã bị tầng tầng lớp lớp hỏa trụ kim sắc từ trên trời giáng xuống đầu, cả người bị đánh ngã lăn ra, lún sâu dưới đất. Trong hỏa trụ, liệt diễm màu vàng hừng hực thiêu đốt, phảng phất mang theo lực lượng ngàn quân khiến mặt đất rung động ken két rồi nhanh chóng nứt toác tạo thành những khe sâu hun hút nhìn thấy mà giật mình hàn lập nheo mắt nhìn lại chỉ thấy phía trên tuế nguyệt thần đang đang cuộn lên một chút tơ máu đỏ thấm, rõ ràng là đạo giận chân nhân đang thiêu đốt tinh huyết bản thân tận lực thúc giục uy năng của thần đăng đánh cho hắc thiên ma tổ lún sâu vào lòng đất ầm um, ầm um, ầm um, một chuỗi âm thanh sụp đổ kéo dài sau đó từ từ thu liếm. bên trong đại điện Toàn bộ sự chú ý của mọi người đều tập trung vào chính giữa cái hố to trên mặt đất, nơi đó hiện đang có sóng nhiệt cuồn cuộn tỏa ra, khí tức của kẻ bên trong bỗng nhiên biến đổi đến mức khó tin. Ai ôi, mọi người còn đang nghi hoặc thì từ dưới hố sâu chợt vọng lên tiếng thở dài. Ngay sau đó, một thân ảnh bỗng nhiên từ dưới hố sâu bay vọt lên như quỷ mị, để lại giữa không trung một vệt tàn ảnh có hình dạng vô cùng quỷ dị, chỉ trong tích tắc đã nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt đạo giận chân nhân. Đạo giận chân nhân vốn đã tập trung 10 phần tinh thần, không dám buông lỏng mảy may, sớm đã hoàn thành pháp quyết cấp tốc đánh ra. Chỉ nghe hô một tiếng, tuế nguyệt thần đăng bên kia kịch liệt chấn động, từng cánh sen vàng tỏa ra kim quang mãnh liệt, lần lượt từng đoàn hỏa diễm kim sắc hình cánh hoa bắn ra, tụ lại ở giữa không trung tạo thành một mảnh hỏa vũ phi hoa đánh về phía hắc thiên ma tổ. Lão ma thấy thế nhưng không tránh không né, trực tiếp nghênh đón quầng lửa đang đánh xuống. Song quyền của lão liên tiếp phung lên nhanh như bầm tỏi kèm theo ô quang sền sệt, từ nắm đấm liền phóng ra có vô số quyền ảnh màu đen chỉ thấy quyền ảnh dập trời va chạm vào hỏa diễm phi hoa làm giấy từng trận nổ mạnh âm âm. đăng diễm vốn rực rỡ vô cùng lại dễ dàng bị quyền ảnh đánh cho tan tác sau khi ánh lửa tan đi lại có một mảnh hào quang ngũ sắc huyền ảo đánh tới chính là đại trận ngũ hành yên không phát động lần thứ hai toàn bộ công kích đổ hết lên đầu hắc thiên ma tổ cút ngay giọng nói của lão ma hơi khàn khàn mang theo ý tứ không kiên nhẫn một mạch xông vào giữa hào quang ngũ sắc thân hình lão lập tức vỡ vụn, biến thành một đám khói màu đen. Nhưng đạo giận chân nhân còn chưa kịp thả lỏng tâm thần, thì đám khói đen quỷ dị kia đã nhẹ nhàng áp sát và liên tục ngưng tụ. Từ trong khói đen đột ngột phóng ra một bàn tay, trực tiếp giáng một trường vào giữa ngực đạo giận chân nhân. ầm, uhm, toàn bộ khói mù chưa ngưng thực đột nhiên xông lên, đạo giận chân nhân chỉ kịp kêu thảm một tiếng, rồi bị đánh bay cả người ra ngoài. Sau đó, tất cả khói đen mới chính thức ngưng tụ, thân hình hắc thiên ma tổ một lần nữa phục hồi nguyên trạng đạo giận chân nhân trước đó đã thuộc thương không nhẹ giờ lại nhận thêm trọng kích của lão ma thân thể giống như đã rét vì tuyết lại thêm lạnh vì xương sau khi ngã xuống đất lập tức thổ ra mấy ngụm máu tươi rồi trực tiếp hôn mê cả đám hàn lập chứng kiến một màn vừa rồi lại càng hoảng hốt khiếp sợ lão hắc thiên ma tổ này không sợ hãi hỏa diếm của thần đăng đã đành lại có thể hứng chọn công kích cường đại của yên không đại trận mà chẳng mảy may thụ thương kỳ ma tử nhíu mày thầm nghĩ bản thân không thể nào làm được như vậy sau khi đánh trọng thương đạo giận chân nhân về sau, Hắc Thiên Ma Tổ không lập tức đuổi giết, mà đảo mắt nhìn quanh một hồi. Lão Ma nhìn chằm chằm nhìn về phía Tuế Nguyệt Thần Đăng, thứ đã chân áp lão vô số năm, bất chợt thò tay gãi gãi đầu, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì. Lôi Ngọc Sách tuy muốn cứu chữa đạo giận chân nhân, nhưng lại lo lắng sẽ Hắc Thiên Ma Tổ đại nộ, nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không dám hành động lỗ máng, rất sợ chọc giận đối phương. Chương 1120, điên khùng. Khó được ngủ ngon giấc, kết quả vẫn bị đánh thức. Thời điểm tâm thần mọi người ở đây bất định, bầu không khí có chút khẩn trương, Hắc Thiên Ma Tổ đột nhiên rũi lưng ngáp một cái, trong miệng hét lên. Đám người khẽ giật mình, đang lúc không rõ cho lắm thì Hắc Thiên Ma Tổ đột nhiên nhìn về phía thần đang nhổ một ngụm nước bọt, mắng: "Này, Thái Tuế lão cẩu, ngươi lừa gạt ta lâu vậy, lão phu lại hỏi ngươi, con ta ở đâu? Ngươi nói, con ta hiện tại nơi nào, nếu ngươi không nói, ngươi không xong với lão phu hôm nay đâu." Tiếp theo, lão giống như nhớ lại chuyện cũ không vui, trên mặt lộ ra vẻ tức giật, hai tay chống nạnh, bỗng nhiên chửi ầm lên. Một màn này làm cho Hàn Lập, lôi ngọc sách và tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, dù sao người trước mắt này khác biệt một trời một vực với vị ma tộc lão tổ tội ác tài trời trong tưởng tượng kia. Ngươi không nói đúng không? Vậy hôm nay lão phu cho ngươi đẹp mắt, sau khi mắng, hắc thiên ma tổ dường như còn chưa hết giận, thân hình bỗng nhiên bạo khởi, xông về phía tuế nguyệt thần đăng, giờ phút này không có đạo dẫn chân nhân thôi trì pháp trận tế đàn cơ bản đã hủy hết thần đăng chỉ có thể dựa vào bản năng phòng ngự phóng xuất ra tầng tầng kim quang ngăn cản hắc thiên ma tổ trong miệng ma tổ không ngừng chửi bới bắt đầu vung quyền đánh tới thần đăng toàn thân tuôn ra khói đen mãnh liệt như núi lửa phun trào bộc phát ra trận trận uy lực cường đại làm cả tòa đại điện rung mạnh không thôi ánh mắt hàn lập ngưng tụ liền nhìn thấy trong xương khói cuồn cuộn mơ hồ có một thân ảnh to lớn nổi lên tựa hồ là chân thân yêu ma của hắc thiên ma tổ kia, bất quá giống như một loại pháp tướng nào đó lộ ra bên ngoài, cũng không phải thực thể. Nhưng dù như thế, khí thế trong xương khói bạo phát ra hùng hồn, cũng đủ làm cho người rung động. Chỉ thấy thân ảnh tựa như sinh ra 12 cánh tay, ở trong xương mù cuồn cuộn vung múa lên xuống, không ngừng đánh về phía tuế nguyệt thần đăng, đánh cho thần đăng rung mạnh kim quang, hỏa diễm phiêu diêu. Rất nhiều dầu đèn văng ra, bắn tung tóe bốn phía, hóa thành một biển lửa màu vàng, cơ hồ che khuất toàn bộ mặt đất đại điện, làm cho bọn Hàn Lập rối rít lùi gấp về phía rìa đại điện. Rầm rầm rầm, cả tòa đại điện rung mạnh không ngừng, trong biển lửa, đạo thân ảnh xương khói kia lại không ngừng chút nào nện như điên, trên thân có từng đạo ma khí ngưng thực phóng lên tận trời, không ngừng va và đập vào nóc đại điện. Tuế Nguyệt Thần đang bị công kích thì không hư hao chút nào nhưng cả tòa đại điện có vẻ không chịu nổi. Rốt cuộc, trong một tiếng oanh minh kịch liệt, nóc Tuế Nguyệt Điện bị bốc lên. Theo đại điện sụp đổ, cấm chế tự nhiên mất đi hiệu dụng, đám người nhốn nháo từ trong điện thoát ra, phi độn tứ tán. Lôi ngọc sách chẳng thể quan tâm tới ngũ hành yên không đại trận nữa, mà chỉ lo cóng đạo giận chân nhân đã hôn mê sau lưng, mang theo tô an thiến và người thông thiên kiếm phái còn lại, thừa dịp loạn trốn thoát. Nhưng mà, bọn họ vừa nổi độn quang lên, ngay ngoài đại điện có một cấm chế hoa sen màu đen to lớn bao phủ mọi thứ trong vòng trăm dặm. Cánh sen hắc liên tầng tầng lớp lớp, mỗi một cánh đều cao ngàn trượng, phía trên tụ lại một mảnh âm vân màu đen, bên trong truyền ra khí tức giống lão lão ma như đúc, đóng chặt hoàn toàn đường thoát của mọi người. Đám người thông thiên kiếm phái không để ý tới những thứ này, một mực phóng về phía chân trời. Lúc tới gần, trên thân mọi người bộc phát ra trận trận kiếm quang rực rỡ, dung hợp với nhau, hóa thành một thanh ngũ thải kiếm quang to lớn, đâm thẳng tới đóa sen lớn màu đen kia. Nương theo cong một tiếng rượi minh, kiếm quang ngũ sắc ẩm vang vỡ nát, hắc liên lại hoàn hảo không chút tổn hại. Ôn ào quá, không để cho lão phu yên tĩnh một chút giống như nghe được động tính bên này đại hắc thiên ma tổ vốn còn đang so tài với tuế nguyệt thần đăng lập tức nhướng mày tiện tay chụp về sau một cái trong hư không liền có hắc vụ ngưng kết hóa thành một cái bàn tay to lớn giữa trời chụp xuống trực tiếp bắt tất cả người thông thiên kiếm phái vào trong tay đem trở về chỉ thấy đám người bị đại thủ tiện tay quăng ra một lần nữa đập xuống đại điện trong hư không liền có từng đạo sương mù màu đen ngưng tụ thành từng cây hắc tiên tráng kiện đánh xuống phía bọn người thông thiên kiếm phái ở trong vậy mà ẩn ẩn có tiếng sấm nổ vang, thanh thế kinh người. Các người quấy nhiễu lão phu thanh mộng, quả thực tội ác tay trời, đừng có nghĩ mà trốn thoát được. Thanh âm hắc thiên ma tổ từ trong hắc vụ truyền ra. Bọn người hàn lập hai mặt nhìn nhau bay trở về, lơ lửng trên bầu trời tuế nguyệt điện. Giao tam đạo hiếu, đầu óc lão hắc thiên ma tổ này có vẻ rất không tỉnh táo. Hàn lập đã sớm phát giác được hành vi hắc thiên ma tổ có chút quái dị, nhịn không được truyền âm hỏi. Cái này, Giao tam nhất thời không biết nói gì, nhưng vào lúc này khói đen trong đại điện bỗng nhiên cấp tốc qua vào, giống như cá voi hút nước trở về, thân ảnh Hắc Thiên Ma tổ một lần nữa hiện ra. Các ngươi nói đồ chơi rách dưới này làm sao lại đánh không nát chứ? Lão hơi nghiêng đầu, nhìn tuế Nguyệt Thần đang vẫn hoàn hảo, tức giận không thôi. Nói xong, ánh mắt lão chuyển động, nhìn hướng ngũ hành yên không đại trận đã không còn người điều khiển. A, à, đây là vật gì? Tựa hồ thật thú vị, để lão phu chơi đùa chút, hắc hắc. Đại hắc thiên ma tổ nói một câu không ai hiểu thấu như vậy làm đám người ở đây trợn mắt hốc mồm. Sau đó lão tự nhảy vào trong trận, vừa vào trong trận, trên mặt lão lại hiện ra một vẻ nghi hoặc, tự lẩm bẩm cái đồ chơi này dùng thế nào. A, à, đúng rồi, suy nghĩ nửa ngày, lão bỗng nhiên vỗ tay một cái, nói ra. Vừa dứt lời, quanh thân lão bỗng nhiên quang mang đại tác, phía sau có năm đạo tiên linh lực ngưng tụ thành quang trụ như là chân nhện thò ra ngoài chia ra hạ xuống năm kiện bảo vật như trường kiếm màu vàng và đại ấn màu vàng. Bất quá mười mấy hơi thở công phu, năm kiện tiên khí phẩm giai không thấp đó vậy mà bị lão luyện hóa sơ bộ. Ngay sau đó, chỉ thấy trong miệng lão yên lặng ngâm tụng vài câu, trên các loại bảo vật lập tức tỏa ra ánh sáng. Ngũ hành yên không đại trận vậy mà một lần nữa vận chuyển lên, ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng năm màu, bao phủ hắc thiên ma tổ vào trong. Lão đây là, Hàn Lập nhướng mày, nghi hoặc nói, chẳng lẽ thần sắc giao tam cũng biến đổi thì thào nói ra sắc mặt kỳ ma tử âm tình bất định ánh mắt dao động không biết đang suy nghĩ gì lúc mọi người ở đây còn đang nghi hoặc hai tay hắc thiên ma tổ bỗng nhiên bấm pháp quyết trong lòng bàn tay sáng lên từng đạo quang mang bay vào trong ngũ hành yên không đại trận ngũ sắc quang cầu do đại trận ngưng tụ ra lập tức giống như bị kích thích quang mang đột nhiên sáng rực lên một cỗ lực lượng yên diệt hư không lập tức từ trong màn sáng lan tràn ra hắc thiên lão ma thân ở trong đó mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn vừa mới mở miệng hô một tiếng sảng khoái thân thể liền ầm ầm vỡ vụn ra hóa thành một mảnh bột mịn màu đen bốn phía đại điện hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều chưa tỉnh hồn lại đối với sự tình phát sinh trước mắt cảm thấy khó có thể lý giải được lão ma này chơi chết chính mình rồi hồ tam lẩm bẩm nói lão không chết quả nhiên là lão già điên hàn lập khẽ thở dài một tiếng kết luận nói tiếng nói của hắn vừa dứt trong ngũ sắc quang cầu bỗng nhiên dâng lên một đoàn khói đen ngưng tụ lại một chỗ một lần nữa hiển hóa ra một bóng người tự nhiên chính là hắc thiên ma tổ ha ha sảng khoái đã lâu rồi không có tắm rửa lần này thân hình lão ma vừa mới hiển hiện liền thoải mái cười to nói chỉ là lão chưa nói xong ngũ sắc quang cầu lại lần nữa lóe lên quang mang lực bào mòn lại bộc phát ra thân hình của lão lại lần nữa vỡ nát ra biến thành bột mịn nhưng ngay sau đó lại có một đoàn xương mù dâng lên thân ảnh của lão lại lần nữa ngưng tụ ra. Có thể rửa sạch, giống như trước đó, lời lão ma vừa mới nói thêm còn chưa hoàn tất, thân thể lại lần nữa bạo liệt ra. Đầu óc lão ta tuyệt đối không ổn. Lần này, Hồ Tam không dám mở miệng nói, mà yên lặng truyền âm cho Giao Tam và Hàn Lập. Trong lúc nhất thời, trong ngũ hành yên không đại trận tiếng oanh minh không ngừng vang lên, thân hình hắc thiên ma tổ ở bên trong không ngừng bạo liệt, lại không ngừng gây dựng lại, cứ vậy lặp đi lặp lại. Chỉ là càng về sau, thân hình của lão càng ngưng thực, yên không đại trận như muốn đánh tan, trở nên càng ngày càng khó. Hắc thiên ma tổ bắt đầu như nổi trên mặt nước, khi thì quạt tứ chi bơi ngửa trong màn sáng năm màu, khi thì thân thể co lại như bơi chó trong hư không, không để ý chút nào đến ánh mắt người chung quanh, làm mãi không biết mệt. Rốt cuộc, theo ngũ hành yên không đại trận công kích lão càng ngày càng vô lực, mà lão ma cũng có chút chán trường. Cái đồ chơi này căn bản không chơi được lâu a. À. Hắc thiên ma tổ tự lẩm bẩm một câu, nói xong, pháp quyết trên tay lão biến đổi hai tay kình thiên bỗng nhiên rót tiên linh lực vào các tiên khí chỉ thấy trên tiên khí đột nhiên sáng lên quang mang năm đạo quang mang màu sắc khác nhau phun ra ngoài đột nhiên tụ hợp thành ngũ sắc quang cầu quang mang trên ngũ sắc quang cầu đột nhiên trước một cái một cỗ lực lượng yên diệt mạnh hơn xa trước đó lập tức bộc phát ra thân thể hắc thiên ma tổ lập tức theo âm thanh bạo liệt ra biến thành bột mịn cùng lúc đó màn sáng năm màu rung động không thôi từng đợt gợn sóng hư không không ngừng khuấy động mắt thường có thể thấy được. Từng ngũ sắc quang cầu lớn chừng quả đấm từ trên đó tách rời, bay ra bốn phương tám hướng. Mặc dù mỗi một quang cầu có thể tích không lớn nhưng ở trong lại ẩn chứa yên diệt chi lực của đại trận. Bọn Hàn Lập cũng biết mình không có thể phách và tu vi giống Hắc Thiên Ma Tổ, tự nhiên không dám nghênh kích, vội rối giết tránh né. Trong lúc nhất thời, bốn phía đại điện màu vàng óng vang lên tiếng oanh minh không ngừng, bốn vách tường cung điện coi như nguyên vẹn lập tức bị quang cầu đập nện thủng đến trăm ngàn lỗ, gần như lung lay sắp đổ, không thể nào trèo chống quang cảnh lâu hơn được nữa. Hàn Lập đã sớm lùi nhanh ra xa, tận lực rời xa tuế nguyệt điện. Nhưng mà, ngay lúc hắn khó khăn lắm mới tránh thoát một ngũ sắc quang cầu xuyên thấu qua vách tường bay vụt đến, thân ảnh kỳ ma tử lại xuất hiện bên cạnh hắn, trong tay nắm chiếc rìu ngắn màu đen, bổ liên tục mười mấy rìu tới hai bên Hàn Lập. Trong hư không tiếng xé gió đại tác, tầng tầng phủ ảnh màu đen từ hai bên bao bọc đánh đến, làm cho Hàn Lập không thể không nghịch chuyển chân ngôn bảo luân, thân hình bỗng nhiên nhảy lên, lao lên trên không. Kết quả, phía trên hư không lại có một ngũ sắc quang cầu bắn thẳng đến, hắn căn bản không thể tránh. Tình thế trong thoáng chốc tràn ngập nguy cơ, chương 1121 tìm kiếm vợ con. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Lập buộc phải toàn lực vận chuyển thiên sát chấn ngục công, nâng cánh tay lên, mạnh mẽ đánh về phía trước một quyền. Trên nắm tay hắn tuôn ra những gợn sóng kim sắc, rồi mờ nhạt đi, hóa thành tầng tầng lớp lớp quyền ảnh, liên tiếp nhau, nghênh đóng quang cầu ngũ sắc trước mặt. Cả hai va chạm vào nhau, quyền ảnh ngưng tụ từ những gợn sóng kim quang kia liên tiếp bạo liệt ra, lực lượng thời gian pháp tắc ẩn chứa trong đó cũng không cách nào ngăn cản quang cầu ngũ sắc đang mạnh mẽ đẩy tới liên tục, khiến hắn không tranh thủ cho được bao nhiêu thời gian. Hàn lập dùng mình, tay còn lại kết kiếm quyết, 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm liền kêu một tiếng kiếm minh, hợp lại làm một, nằm trong tay hắn. Hắn căn bản không kịp cầm kiếm chém, chỉ có thể nâng thân kiếm lên chống đỡ. Cùng lúc đó, một luồng điện quang màu vàng điên cuồng từ trên thân kiếm tuôn ra, giống như những cánh tay lôi điện màu vàng to lớn, bao bọc quang cầu ngũ sắc vào trong, ngăn cản quang cầu tiếp tục lao tới. Xì xì xì, âm thanh của luồng điện bị kích động liên tục vang lên. Trên thân kiếm, lôi điện màu vàng tuôn ra không ngớt, rồi lại bị bào mòn, cứ như vậy lâm vào tình thế rằng co. Giao Tam và Hồ Tam thấy vậy, lập tức lao đến cạnh Hàn Lập, chắn phía sau hắn, phòng ngừa kỳ ma tử ra tay lần thứ hai tuy nhiên kỳ ma tử đánh xong một kích liền lách mình trở ra sau mấy lần nhấp nhô đã hạ xuống một chỗ đá lớn đổ nát cách đấy ngàn trường hùng sơn thì đang trốn sau một tảng đá lớn vẻ mặt sợ hãi uy lực quang cầu ngũ sắc kéo dài mấy hơi thở cuối cùng cũng giảm xuống hàn lập thấy thế nhảy lên tay cầm kiếm vung lên trời kỳ ma tử hàn lập nhướng mày mắt đầy hàn ý nhìn về phía lão ta đúng lúc này dị biến phát sinh bên cạnh hàn lập bỗng nhiên lóe lên ô quang không một chút linh khí dao động, một bóng người bất ngờ xuất hiện ngay tại đó, rồi thò tay ra bắt lấy cánh tay cầm kiếm của Hàn Lập. Bóng người đó chính là Hắc Thiên Ma Tổ, không biết làm thế nào mà thần không biết quỷ không hay lách khỏi ngũ hành yên không đại trận đến đây, khiến ba người Hàn Lập đều giật mình. Sao có thể, Hàn Lập quay đầu nhìn lại Hắc Thiên Ma Tổ, cổ họng lập tức khô lại. Lúc này khí tức toàn thân Hắc Thiên Ma Tổ càng thêm hùng hồn nội liếm, như thể mấy lần tắm trong ngũ hành yên không đại trận đã thực sự gột rửa thân người không ít, cả người trở nên tinh khiết hơn nhiều, sinh khí cũng tăng lên không ít. Chật chật, tiểu tử, không ngờ ngươi có thể thi triển đại ngũ hành huyễn thế quyết, đã rất lâu rồi ta chưa thấy. Lại lại đây, so vài chiêu với lão phu, hắc thiên ma tổ cười hì hì nói ra, trong lời nói lại không chút ý tứ vui đùa. Tiền bối nói đùa, vãn bối há là đối thủ của người. Trong lòng hàn lập khẽ dùng mình, thử rút cánh tay lại nhưng không có kết quả, chỉ có thể dùng cửu u ma đồng, thử tìm sơ hở trên người đối phương. Kết quả, hắn vừa nhìn một chút đã bị hắc thiên ma tổ nhận ngay ra. Ha ha, lại có cả bí thuật linh đồng của thánh tộc ta. Hiếm thấy, hiếm thấy, thực sự hiếm thấy. Hắc thiên ma tổ hiện lên vẻ hiếm thấy, gật nhẹ đầu nói ra. Hàn lập nghe lời đó, trong lòng siết chặt. Nhưng mà, ngay sau đó lông mày hắc thiên ma tổ lại chợt nhướng lên, tiếp tục nói tiểu tử, rốt cuộc sư thừa của ngươi là ai. Tại sao ngay cả công pháp trí cao thiên sát chấn ngục công của thánh tộc ta cũng có? Tiền bối kiến thức rộng rãi, Vãn Bối không dám giấu giếm, gia sư chính là chân môn môn Di La lão tổ, không biết tiền bối có từng nghe nói qua. Lần này, Hàn Lập càng thêm kinh hãi, sợ đối phương phát hiện bí mật khác trên người mình, vội vàng đáp. "Vậy thì không sai, chủ tu công pháp là Đại Ngũ Hành Nguyễn Thế Quyết, sư phụ là Di La lão tổ, hòa thượng béo kia." "Ha ha, ta đoán đúng, ta đoán đúng." Hắc Thiên Ma tổ nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên sắc mặt vui mừng, vui vẻ nói. "Nhìn lão hoa chân múa tay vui sướng." bộ dáng vui mừng không giống như tu sĩ đại la ngược lại giống như một đứa trẻ đoán được đáp án câu đố vui vẻ không thôi tiền bối kiến thức uyên bác vãn bối thật lòng khâm phục nếu tiền bối đã biết đáp án kính xin buông vãn bối ra trước hàn lập thấy thế vội vàng lấy lòng nói ra hắc thiên ma tổ được hắn khen ngợi như vậy lại càng vui vẻ hơn tiểu tử trông ngươi không ra sao nhưng ánh mắt lại không tệ muốn nói tới kiến thức của lão phu dĩ nhiên không mấy người có thể so sánh được đúng rồi Người có gì không hiểu, mau thỉnh giáo lão phu, lão phu hôm nay tâm tình rất tốt, phá lệ chỉ điểm ngươi một hai. Lão buông lỏng tay giữ hàn lập, dương dương đắc y nói. Vãn bối không dám quấy dày tiền bối, không muốn hỏi điều gì. Hàn lập hơi cử động cổ tay, trao mày, có chút đắn đo, không dám vì tiện hỏi, đành phải nói ra. Không được, lão phu là ai, là loại người ăn nói lung tung sao? Nếu như bảo ngươi hỏi, ngươi nhất định phải hỏi. Hắc thiên ma tổ nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống, cả giận nói. Hai người giao tam và hồ tam chia nhau đứng cạnh hàn lập, cách xa hắc thiên ma tổ chỉ tầm hai ba trượng, giờ phút này không khỏi trợn mắt há mồm, nhất thời không dám tiến lên, cũng không dám lùi lại, có chút lúng túng, tiến thoái lưỡng nan. Cách đó không xa, kỳ ma tử nhìn một màn này, đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, khóe miệng dần hiện lên một nụ cười không rõ. Còn đám người lôi ngọc sách khốn khổ không thể tả, muốn chạy trốn cũng không cách nào trốn, chỉ có thể thừa dịp Hàn Lập bị Hắc Thiên Ma Tổ dây dưa, cho đạo giận chân nhân phục dụng đan dược trị thương. Nếu như tiền bối đã mở miệng vàng, tại hạ quả thật có chuyện muốn hỏi, không biết tiền bối ở chỗ này đã từng gặp qua một vệ kim tiên. Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, cung kính hỏi. Đối với việc khúc lân tiến vào tầng thứ bảy liền mất tích, Hàn Lập một mực không yên. Mặc dù trước đây hai người từng có hiệp định, nhưng tình thế hôm nay biến hóa quá nhanh, làm cho hắn có cảm giác thân bất do so kỳ. Có gặp, hắc thiên ma tổ trả lời không cần nghĩ ở nơi nào hàn lập hỏi vội thời gian quá lâu quên mất nhưng mà tên kia rất ngang ngạnh chống cự lúc đó lão phu nhàm chán liền đánh cho nó một trận lại nói tên kia đã lâu rồi không xuất hiện hắc thiên ma tổ nhíu mày nói trong lòng hàn lập khẽ động khúc lân từng nói qua chính gã ở tầng thứ bảy bị một lão điên đánh cho một trận không đúng tiền bối một mực bị nhốt trong tế đàn tuế nguyệt điện này làm sao có thể gặp qua nó hàn lập chất vấn nói Ngươi nói lão phu bị nhốt, nói đùa gì vậy, lão phu chẳng qua cảm thấy chỗ này không ai quấy dày, có thể an tâm ngủ mà thôi. Lão phu muốn đi ra, ai có thể ngăn cản, hắc thiên ma tổ bất mãn quát lớn, thì ra thế, là vãn bối nói sai rồi. Hàn lập dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng sửa lời nói. Lúc trước, thời điểm xuyên qua lỗ hổng của tế đàn bị giao tam phá vỡ, hắn quan sát bộ phận bên trong đã cảm thấy bộ cấm chế nhốt hắc thiên ma tổ kia có mấy phần cổ quái. Bây giờ nhớ lại, không biết do nguyên nguyên gì khiến pháp trận kia hình như đã sớm mất đi hiệu dụng ban đầu. Dù sao nếu mà đầu này thật sự bị khốn trụ và bị pháp trận ăn mòn tu vi từng chút một, những chấn động trong trận tuyệt đối sẽ không yên tĩnh như thế. Nhưng khi hắn nhìn thấy lần đầu, dùng thần thức đảo qua, quả thực thấy pháp trận này yên tĩnh quá mức. Cái này tính là vấn đề cho gì, người nên hỏi cái gì khó hơn ấy. Hắc thiên ma tổ nhướng mày, khiển trách, khó khăn, hàn lập nghi ngờ hỏi ví dụ như liên quan vấn đề tu hành nhưng mà cái này hình như cũng không có gì khó mà cũng có thể khó a à. hắc thiên ma tổ gãi gãi đầu lộ ra chút khó xử nói xin hỏi tiền bối khi vãn bối tu luyện cửu u ma đồng trên công pháp từng miêu tả trên thấu cửu thiên dưới dọi cửu u rõ ràng linh mục thần thông này không tầm thường vì sao trong tháp có rất nhiều ảo trận cấm chế vãn bối không thể nhìn thấu lông mày hàn lập nhướng lên giữ thái độ muốn thử một chút mở miệng hỏi vấn đề này dù không có gì khó nhưng cũng miễn cưỡng trả lời lúc tu luyện cửu u ma đồng người có từng dẫn ma khí vào hắc thiên ma tổ nghe vậy khoát tay áo hỏi thần thông này vốn lấy ma khí làm căn cơ dùng tẩy hai mắt vãn bối dĩ nhiên có dẫn vào hàn lập đáp rõ thế đúng rồi người tu luyện qua công pháp ma tộc hiển nhiên trích dẫn ma khí bản thân chứ không phải mượn tạm ma khí ngoại giới cho nên vấn đề không phải do ma khí không thuần túy nói như vậy vấn đề có lẽ nằm ở chỗ, ngay từ đầu ngươi đã tu luyện qua một thần thông linh mục khác. Hắc thiên ma tổ suy nghĩ một chút, lập tức nói ra. Khi giải đáp vấn đề, vẻ mặt lão có chút nghiêm túc, chuyên tâm, đâu còn bộ dáng điên khùng vừa rồi. Tiền bối liệu sự như thần, vãn bối đúng là tu luyện qua thần thông linh mục khác. Hàn lập trong lòng hơi đổi, lần nữa tán dương, hắn trước kia đã tu luyện qua minh thanh linh mục, sau đó thông qua bồi luyện còn có chút tinh tiến, hôm nay xem ra chính hai loại thần thông linh mục quả thực tồn tại xung đột con đường tu luyện hai loại thần thông linh mục có chút bất đồng hai thứ có chút xung đột chỉ cần hắc thiên ma tổ nói tiếp một vài lời liền cởi bỏ thắc mắc trong lòng hàn lập đa tạ tiền bối vãn bối còn có một sự tình không rõ không biết tiền bối phong cấm nơi đây giữ chúng ta lại là vì chuyện gì hàn lập nghe vậy hiểu ra trong lòng an tâm vài phần lại thử hỏi ai ngờ vấn đề này vừa hỏi ra hắc thiên ma tổ nghe xong, lại trở nên điên khùng ngay tại chỗ. Đầu tiên, chỉ thấy lão lấy tay xoa nhẹ cầm mình, đi tới lui vài bước, lâm vào trầm tư. Ta muốn làm cái gì ấy nhỉ? Ta muốn làm cái gì kìa? Ta muốn. Sau một lát, lão lại đặt mông ngồi xuống đất, rồi cúi đầu tự lẩm bẩm. Mọi người thấy một màn như vậy cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Một lát sau, hắc thiên ma tổ như chợt nhớ tới điều gì, sắc mặt lập tức biến đổi, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Ta đã biết, ta đã biết, Ta đang tìm vợ con của ta, ngươi có gặp vợ con ta không? Ngươi biết bọn họ ở đâu không? Giọng điệu Hắc Thiên Ma tổ dồn dập, hỏi liên tục. Hàn Lập nghe vậy, nhìn lão già đầu tóc bù xù này, trong lòng không khỏi xúc động. Thật có lỗi, vãn bối không biết. Hắn lắc đầu, đáp, chương 1122, lấy đèn, "Không biết, làm sao ngươi lại không biết, tại sao ngươi lại không biết?" Hắc Thiên Ma tổ nghe vậy, quát lớn với Hàn Lập. Ta biết, một thanh âm đột nhiên từ bên cạnh truyền tới, chính là kỳ ma tử mỉm cười đi ra. Lời còn chưa dứt, Hàn Lập liền cảm thấy trước mặt có một đạo hắc ảnh trong nháy mắt lướt qua. Sau một khắc, hai vai kỳ ma tử bị một đôi đại thủ thô giáp bắt lấy, nhấc lên. Hắc thiên ma tổ như quỷ mị xuất hiện bên cạnh kỳ ma tử, nhanh vượt qua phản ứng của tất cả mọi người. Lúc này, kỳ ma tử bị một cỗ lực lượng khổng lồ bao lại, lấy tu vi đại la cảnh của y, trong nháy mắt cả người cũng không thể động đậy, vẻ tươi cười trên mặt cứng đờ nhưng lập tức chấn định lại. Những người còn lại giờ phút này mới kịp phản ứng, kinh hãi nháo nhác tản ra bốn phía, vô thức cách Hắc Thiên Ma Tổ kia ra xa một chút. Hàn Lập thoát khỏi ma trảo của Hắc Thiên Ma Tổ, cũng theo hai người Hồ Tam giao tam tránh xa một khoảng. Hắn âm thầm thở phào, đồng thời trong lòng lại có chút lo lắng khó hiểu với việc kỳ ma tử đột nhiên mở miệng. Vị đồ đệ của Di La lão tổ này có dụng ý khó dò, lại tinh thông tính toán, nếu giờ y can đảm mở miệng, tất nhiên không phải là chuyện gì tốt. Hiện tại, thần chí Hắc Thiên Ma Tổ có chút hỗn loạn, có trời mới biết sau khi nghe xong sẽ có phản ứng dị thường gì. Chỉ là lúc này hắn tự nhiên vô pháp ngăn cản chuyện này. Lão nhân kia coi trọng vợ con mình như thế, sợ là chính mình một khi mở miệng nói sai cái gì, kết cục cũng khó mà nói được. Người biết phu nhân và nhi tử ta ở đâu, mau nói, nhanh, Hắc Thiên Ma Tổ nắm lấy hai vai kỳ ma tử lắc mạnh, nghiêm nghị quát hỏi. Các hạ tên là Thạch Không Mặc, Phu nhân của ngươi là Kim Linh phu nhân đúng không?" Kỳ Ma Tử cảm thấy hai vai suýt chút nữa bị đối phương bóp nát, cô nén đau nhức kịch liệt, mỉm cười nói ra. "Thạch Không Mặc." Hàn Lập nghe lời này, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. "Không sai, ngươi biết thật, mau dẫn ta đi tìm bọn họ." Hắc Thiên Ma Tổ cao hứng trở lại, hai tay bất giác bóp chặt hơn mấy phần. "Các hạ, tu vi các hạ cái thế, thân thể này của Tại Hạ sợ là không chịu nổi. Trước xin thả Tại Hạ ra." Tại Hạ tự nhiên biết gì nói nấy kỳ ma tử bị bóp mồ hôi lạnh ứa ra, nói gấp: "A, à, thật có lỗi, ngươi tranh thủ thời gian mang ta đi đi." hai tay hắc thiên ma tổ buông lỏng kỳ ma tử ra, nói: "thạch đạo hiếu, mặc dù ta biết kim linh phu nhân bọn họ ở nơi nào, nhưng không thể dẫn ngươi đi được." kỳ ma tử nhẹ nhàng thở ra, lại lắc đầu nói: "cái gì, ngươi dám không mang ta đi?" sắc mặt hắc thiên ma tổ bỗng nhiên biến đổi, mắt lộ ra hung quang, một tay đưa ra bóp chặt cổ kỳ ma tử một cỗ sát khí như thực chất từ trên thân lão bộc phát ra, hư không phụ cận rung động kịch liệt phảng phất như mặt nước hỗn loạn. Bọn Hàn Lập bị cỗ sát khí kia bao lại, giống như trần trụi trong băng thiên tuyết địa, cực kỳ khó chịu, mà thân thể lại không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể đau khổ chịu đựng. Thạch Đạo Hữu chớ hiểu lầm, không phải là tại hạ không muốn dẫn người đi, mà là lệnh phu nhân và công tử bây giờ bị xích dung đạo tổ ở dung thiên tiên vực chân áp. Mặc dù Thạch Đạo Hữu có thể nói là vô địch trong đại la cảnh, nhưng đối mặt tồn tại đạo tổ, chắc hẳn vẫn còn có chút lực bất tòng tâm a à. Kỳ ma tử vội vàng nói, cái gì, là mụ tú bà xích dung đạo tổ kia. Mụ tú bà kia là hỏa chi bản nguyên đạo tổ, thực lực có thể đứng trong hạng 10 đạo tổ, ta hiện tại còn chưa đối phó được mụ. Hắc thiên ma tổ nghe vậy, lập tức lửa giận đại giảm, tựa hồ khôi phục mấy phần lý trí, buông kỳ ma tử ra. Thạch đạo hiếu, người yên tâm, sau nhiều phen ta cố gắng, đã đạt được hiệp nghị với xích dung đạo tổ. Chỉ cần cầm hai đồ vật qua trao đổi, mụ ta sẽ đồng ý thả Kim Linh phu nhân và lệnh công tử ra. Kỳ ma tử cẩn thận quan sát Hắc Thiên ma tổ một chút, vội vàng nói thêm. Thứ gì, nói, đừng nói hai loại, hai mươi loại cũng cho mụ. Hắc Thiên ma tổ vui mừng, lập tức hỏi. Hàn lập nhíu mày, trong lòng sinh ra một dự cảm không tốt. Là tuế nguyệt thần đăng và công pháp đại ngũ hành huyễn thế quyết. Lần này tại hạ tới thái tuế tiên phủ này chính là vì tuế nguyệt thần đăng, không ngờ trùng hợp ở chỗ này gặp được người tu luyện đại ngũ hành huyễn thế quyết xem ra trời cao phù hộ để kim linh phu nhân bọn họ có thể sớm ngày thoát khốn kỳ ma tử nhìn hàn lập một cái nói ra hàn lập nghe lời này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi bọn người giao tam cũng biến sắc a à, tuế nguyệt thần đăng này khá phiền lòng hủy cũng không hủy được vừa vặn cầm lấy đi trao đổi hắc thiên ma tổ nói một tiếng thân thể mơ hồ một cái liền xuất hiện bên cạnh tuế nguyệt thần đăng sau khi tế đàn ngũ sắc bị hủy tuế nguyệt thần đăng vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung tàn mát ra trận trận hào quang màu vàng, không ngừng thẩm thấu ra bốn phía hư không đen kịt, tựa như ánh sáng duy nhất chiếu dọi mảnh hắc ám này. Thạch đạo hữu có biện pháp lấy xuống cây đèn này, kỳ ma tử nghe vậy khẽ giật mình, hỏi, vừa rồi hắc thiên ma tổ luân phiên công kích tuế nguyệt thần đăng, thế nhưng đèn này vẫn lù lù bất động từ đầu đến cuối. Hừ, lão phu muốn gỡ đèn này xuống còn không dễ dàng sao, nhìn cho thật kỹ. Hắc thiên ma tổ hừ một tiếng, thân hình thoát một cái hóa thành năm bóng người màu đen, chia ra xuất hiện gần tuế nguyệt thần đăng. Năm tên hắc thiên ma tổ đồng thời chảo ra, năm quang trưởng màu đen bắn ra, chộp vào hư không nơi nào đó, đồng thời xé ra. Xoẹt một tiếng, hư không phảng phất màn cửa bị xé ra, lấy tuế nguyệt thần đăng làm trung tâm, chung quanh xuất hiện một vài vết nứt không gian hình tròn to khoảng 10 trường. Trong kẽ nứt không gian có các loại loạn lưu quay cuồng mãnh liệt, phát ra tiếng vang ù ù tựa như sóng lớn vỗ bờ, càng phát ra một cỗ thôn vệ chi lực to lớn, thôn vệ hết thảy phụ cận mọi người tại đây thấy cảnh này lần nữa thối lui ra sau tránh bị vết nứt không gian thôn vệ nhưng năm tên hắc thiên ma tổ đứng bên cạnh vết nứt không gian lại tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng tuế nguyệt thần đang lơ lửng trong hư không loạn lưu cũng không bị ảnh hưởng gì mặc cho hư không loạn lưu quay cuồng chung quanh từ đầu đến cuối vẫn lù lù bất động hư không ở sâu trong loạn lưu có từng sợi phù văn hình dạng xiềng xích màu vàng quấn nhau hình thành một trận võng màu vàng to lớn vô cùng kéo dài ra bốn phương tám hướng không biết kéo dài đến nơi nào trung tâm tấm lưới màu vàng, chính là tuế nguyệt thần đăng. Đây là, Hàn Lập nhìn thấy tấm lưới màu vàng này, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Những người khác cũng giống như vậy, đều không ngờ phía sau tuế nguyệt thần đăng lại có những vật này. Năm tên hắc thiên ma tổ đẩy một tay phát ra quang trường, ổn định vết nứt hư không, tay còn lại biến trưởng thành đao, vung lên. Lập tức năm đạo trưởng ảnh màu đen to lớn vô thanh vô tức bắn nhanh ra, toàn thân trưởng ảnh đen kịt, bốn bề ma khí lượn lờ, những nơi đi qua, không có ba động nguyên khí, không có lực lượng pháp tắc, không có sinh cơ, không có bất kỳ ba động gì khác. Chỉ có một mảnh hư vô, có thể ăn mòn hết thảy hư vô. Hư nhi vô cực, ăn mòn vạn vật, ma khí vận dụng lại đạt đến trình độ như thế. Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, thì thào nói ra. Hàn Lập nhìn thấy năm trưởng ảnh màu đen, trong lòng trở nên kích động. Thiên sát chấn ngục công và cửu u ma đồng của hắn đều là thần thông ma vực, nhưng trình độ hắn vận dụng ma khí so với trưởng hư vô của hắc thiên ma tổ quả thực là đom đóm so với trang sáng nếu mình cũng có thể vận dụng ma khí đến trình độ như hắc thiên ma tổ, vậy lúc đối mặt kỳ ma tử và bọn người thiên đình có thể ăn mòn tiên khí do chúng tế ra, trong giao phong chiếm ưu thế không nhỏ. Năm đạo trưởng ảnh chém về phía tấm lưới màu vàng, những nơi đi qua, loạn lưu hư không trên đường đều biến mất không còn tâm tích. Năm đạo trưởng ảnh kia nhìn như chậm mà nhanh, bàn tay năm tên hắc thiên ma tổ vừa mới vung ra, năm đạo trưởng ảnh cũng đã chạm lên năm điểm mấu chốt của trận võng màu vàng trên trận võng màu vàng đột nhiên bộc phát ra kim quang chói mắt, rung động kịch liệt. Trong lúc nhất thời thanh âm xèo xèo nổi lên, nơi hai quang mang màu vàng và màu đen va chạm bộc phát ra, dẫn tới hư không phụ cận cũng theo đó vặn vẹo biến hình. Nhưng tựa hồ kim quang này không địch lại trường ảnh đang tuôn ra hắc khí cuồn cuộn, bị hắc khí nhanh chóng tràn ngập ăn mòn. Đang diếm của tuế nguyệt thần đang run lên, lần nữa bộc phát ra một mảnh biển lửa màu vàng như thực chất, cuốn ra bốn phương tám hướng, cuốn về phía năm trường ảnh màu đen kia đáng tiếc biển lửa màu vàng chậm một nhịp hắc quang trên năm trường ảnh màu đen tăng vọt lên ăn mòn trước một bước và hiện đầy trên trận võng màu vàng chỉ nghe xoẹt một tiếng trận võng màu vàng bị xé rách ra năm lỗ thủng khổng lồ liên hệ giữa đại trận màu vàng và tuế nguyệt thần đăng cơ hồ đã bị chặt đứt toàn bộ trận võng màu vàng chấp động kịch liệt mấy lần một tiếng ẩm vang bạo liệt ra hóa thành vô số linh quang màu vàng trên bầu trời bên ngoài tuế nguyệt điện hiện ra một tầng ánh vàng nhuộm cả tầng mây thành màu vàng chấn động thời gian pháp tác mãnh liệt khuấy động ở bên trong, khiến cho tầng mây trở nên gió dục mây vần. Thiên địa nguyên khí càng bạo động cuồn cuộn, vô số điểm sáng năm màu nổi lên chằng chịt, xa xa nhìn lại không thấy điểm cuối, tràn ngập toàn bộ thiên địa, thanh thế to lớn, ngọn núi trống trời khổng lồ phía dưới cũng lắc lư ù ù. Bất quá hào quang màu vàng không duy trì được lâu, rất nhanh ảm đạm xuống, biến mất không còn tâm tích. Trong không gian tầng 7 tuế nguyệt tháp vốn chứa đầy thời gian pháp tắc chi lực, trong một tích tắc này, hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, không gian 6 tầng phía dưới cũng giống như vậy, kim quang hiện ra lóa mắt trong hư không, lập tức ảm đạm biến mất, ba động thời gian pháp tác trong không gian khôi phục lại bình thường. Từ bên ngoài tuế nguyệt tháp nhìn tới, ngọn lửa màu vàng trên đỉnh tháp lóe lên mấy lần, rồi ầm vang biến mất. Trong tuế nguyệt điện đổ nát, theo trận võng màu vàng sụp đổ, tuế nguyệt thần đăng cũng lay động kịch liệt, mặc dù tản ra thời gian pháp tác và khí thức vẫn vô cùng cường đại như trước nhưng không còn vững chắc như núi nữa nó chợt bay vào trong hư không loạn lưu. Vào thời khắc này, một tên hắc thiên ma tổ phất tay phát ra một đạo hắc quang quấn chặt lấy tuế nguyệt thần đăng, kéo nó lại. Đồng thời cả năm tên hắc thiên ma tổ đều bấm niệm pháp quyết, tán đi năm quang trưởng màu đen, đồng thời người nhẹ nhàng lui lại. Vết nứt không gian to lớn lập tức nhanh chóng lấp đầy, trong nháy mắt triệt để khôi phục, trong đại điện khôi phục lại bình tĩnh. Hết thảy nói rất dài dòng nhưng từ lúc hắc thiên ma tổ xuất thủ, đến lúc phá vỡ vòng bảo vệ và lấy được thần đăng, trước sau bất quá hai ba cái hô hấp công phu mà thôi. Hắc thiên ma tổ tựa hồ giờ khắc này mới chính thức triển lộ thực lực ma tộc đại la cảnh đỉnh phong của mình. Hàn lập nhìn cảm thấy có chút kinh hãi, cũng bắt đầu hơi tin tưởng lời nói tự ngạo trước đây của lão già điên này. Cách đó không xa, bọn người lôi ngọc sách nhìn thấy thần đang bị đoạt, trong khoảnh khắc mặt vàng như màu đất. Năm tên Hắc thiên ma tổ lóe lên, hòa làm một thể, nhìn một chút tuế nguyệt thần đang ảm đạm linh quang trong tay, cười hắc hắc một tiếng, lật tay ném qua kỳ ma tử. Kỳ ma tử giơ tay tiếp lấy tuế nguyệt thần đăng, chỗ sâu trong mắt hiện lên vẻ kích động nhưng lập tức biến mất. chương 1123, đánh. Tiểu tử, mau mau sao chép cho ta một bản công pháp đại ngũ hành huyễn thế quyết. Yên tâm đi, ta với tên lừa chọc di la lão tổ kia vốn là bằng hiếu, sẽ không để một hậu bối như ngươi phải chịu thua thiệt. Đây là ngũ lôi chính pháp chân kinh, mà năm xưa ta ngẫu nhiên tìm được từ một khu di tích thái cổ, chính là chư thiên lôi pháp tổng cương của giới này, chứa đựng lôi đạo pháp tác trí cao vô thượng, không kém bao nhiêu so với đại ngũ hành huyễn thế quyết trong tay tiểu tử nhà ngươi. Hắc thiên ma tổ xoay người nhìn về phía Hàn Lập, lật tay lấy ra một ngọc giản màu tím rồi ném cho hắn. Sắc mặt Hàn Lập không hề thay đổi, đưa tay tiếp lấy ngọc giản, kỳ thực nội tâm hắn đang khẩn trương suy nghĩ đối sách. Hắc thiên lão ma này điên điên khùng khùng, hỉ nộ vô thường, không thể suy đoán theo lẽ thường. Hiện giờ, bộ dạng lão dường như đang vô cùng tin tưởng kỳ ma tử, do vậy Hàn Lập cần phải thận trọng trong từng lời nói hành động chỉ cần sai lệch một chút sẽ khiến đối phương gây bất lợi cho mình. Thạch tiền bối không thể tin tưởng người này, vị kỳ ma tử này chính là người của thiên đình, hơn nữa còn đang trưởng quản tiên ngục. Lời từ miệng gã tám phần đều là giả dối, khẳng định là muốn lừa gạt, dẫn dụ tiền bối đến thiên đình, để chư thiên đạo tổ thiên đình, thậm chí là thời gian đạo tổ đối phó với người. Tại hạ và hàn đạo hiếu đều là người của luân hồi điện, chúng ta mới thực sự là người một nhà. Hàn lập còn chưa lên tiếng, khi Giao Tam đột nhiên từ giữa đám người tiến lên, khuôn mặt lóe lên ánh sáng đỏ hiện ra mặt nạ luân hồi điện, lớn tiếng can ngăn. Thời gian đạo tổ, cổ hoặc kim, thân thể hắc thiên ma tổ chợt run lên một cái, nhưng thật ngoài ý muốn là lão vẫn chưa phát cuồng, vẻ cuồng loạn trên mặt ngược lại còn giảm bớt, tựa hồ vừa khôi phục được một chút lý trí. Ta là người của thiên đình sao? Thật nực cười, thạch đạo hữu kiến thức rộng rãi, còn nhìn không ra ta là người như thế nào hay sao? đám luân hồi điện các ngươi giáp tâm ngăn cản ta cứu viện Kim Linh Phu Phân và Thạch Công Tử phải không? Kỳ ma tử tựa hồ đã sớm dự liệu được những lời này, thần tình không hề bối rối, nhếch mép cười lạnh. Xem công pháp tu luyện của ngươi thì đúng là đoạn thời lưu hỏa tập của chân môn môn, không phải công pháp của thiên đình. Hắc thiên ma tổ lướt nhìn kỳ ma tử, miệng lầm bầm nói. Thạch đạo hữu minh giám, kỳ ma tử lập tức lên tiếng, không để cho giao tam và hàn lập có cơ hội xem vào. Y đồng thời vung tay lên, trước mặt liền hiện ra ba cỗ thi thể khô héo, đúng là thân xác ba tên ưng tị yêu ma. Thạch đạo hiếu, thương sơn ngũ ma năm xưa là thủ hạ của ngươi, nhưng về sau lại quên chủ phản bội, hại ngươi bị nhốt ở nơi này. Ta tiêu diệt được ba tên, hai tên còn lại đã chết dưới đại trận ngũ hành yên không? Đạo hữu hiện giờ có thể thở ra một ngụm chọc khí rồi. Từng lời kỳ ma tử thốt ra giống như đang tranh công trước mặt hắc thiên ma tổ. Hừ, một đám vong ân phụ nghĩa, năm xưa lão phu đối với năm người các ngươi tình như thủ túc chẳng ngờ các ngươi tại thời điểm mấu chốt nhất lại phản bội lão phu thật đáng chết hắc thiên ma tổ vừa nhìn thấy thi thể tam ma thì lập tức bạo nộ lăng không tung ra một chảo hắc quang tuôn ra từ lòng bàn tay thi thể tam ma lập tức phân liệt giải khai biến thành một đám bụi bặm triệt để phiêu tán cả một chút xương cốt cũng không còn hàn lập và giao tam chứng kiến kỳ ma tử nịnh nọt hắc thiên ma tổ chợt liếc mắt nhìn nhau nội tâm cả hai đều hết sức khẩn trương nhưng bọn hắn trung quy không hề nhận biết hắc thiên ma tổ dù rất muốn lôi kéo cũng đành bất lực mau mau giao ra công pháp đại ngũ hành nguyễn thế quyết cho lão phu việc các người mạo phạm vừa rồi lão phu có thể coi như chưa từng phát sinh hắc thiên ma tổ hủy diệt xong thi thể tam ma phát thiết không ít lửa giận xoay người về phía hàn lập nếu như tiền bối đã muốn có công pháp này tại hạ không dám không đưa có điều ta còn chưa được học trọn vẹn đại ngũ hành nguyễn thế quyết Sư tôn trước đây chỉ truyền thụ cho tại hạ nửa trước của công pháp mà thôi, chỉ e tiền bối có lấy cũng vô dụng. Đủ loại ý niệm chuyển động trong đầu Hàn Lập, hắn mở miệng ứng đối. Cái gì? Chưa được học toàn bộ. Hắc Thiên Ma Tổ vừa nghe xong lập tức nhăn nhó mặt mày, sắc mặt vô cùng khẩn trương. Tiền bối chớ nên lo lắng, tuy rằng ta chưa được học toàn bộ Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết nhưng lại biết rõ công pháp đầy đủ đang nằm ở đâu. Chân ngôn môn đã bị thiên đình tiêu diệt, sư tôn vì phòng ngừa công pháp bổn môn thất truyền nên đã phong ấn toàn bộ công pháp điển tịch cao thâm ở một chỗ. Có điều tình huống địa phương kia có chút đặc biệt, muốn tiến vào cần phải có sự tương trợ của một kiện thời gian tiên khí lợi hại. Lần này, vãn bối xông vào thái tuế tiên phủ thực ra chỉ vì muốn đoạt được tuế nguyệt thần đăng, thu lấy nửa sau của công pháp. Thạch tiền bối nếu có thể tin tưởng tại hạ, xin hãy cho ta mượn đèn này dùng một lát. Tại hạ cam đoan trong vòng 10 năm sẽ mang tới cả bộ đại ngũ hành nguyễn thế quyết, trợ giúp người giải cứu thê nhi. Nếu tiền bối vẫn chưa yên tâm, vậy có thể đồng hành cùng tại hạ. Hàn lập nói năng 10 phần cung kính, tốc độ cũng rất nhanh, không để kỳ ma tử có cơ hội nói chen vào. Kỳ ma tử nghe xong thầm mắng hàn lập giảo hoạt, vậy mà lại có thể trước mặt y viện cớ thoái thác, quay giáo đâm lại một nhát. Hắc thiên ma tổ nghe xong lời của hàn lập, sắc mặt rõ ràng trở nên hòa hoãn rất nhiều. Hàn lập, năm đó ta tận mắt chứng kiến sư tôn truyền thụ trọn vẹn đại ngũ hành nguyễn thế quyết cho ngươi. Trước mặt thạch đạo hiếu, ngươi lại dám hoa ngôn xảo ngữ, Thạch đạo hiếu, nhân tộc này tâm tư xảo quyệt, không thể tin tưởng được. Công pháp đại ngũ hành huyến thế quyết chắc chắn đang nằm trong pháp khí chữ vật hoặc trong trí nhớ của hắn, chỉ cần tra xét một chút sẽ biết ngay. Kỳ ma tử trông thấy biểu hiện của hắc thiên ma tổ liền biết chuyện không ổn, lập tức lớn tiếng trách mắng. Kỳ ma tử đạo hữu đã muốn tra xét pháp khí chữ vật của ta, vậy hãy tùy thời cầm lấy đi. Có điều, kỳ ma tử đạo hữu, người có dám lấy ra pháp khí chữ vật của mình cho thạch tiền bối xem xét một chút hay không? ta tin rằng bên trong khẳng định có đồ vật chứng minh được thân phận của ngươi đấy. Hàn Lập nghe xong thì không giận mà mừng, rất nhanh đã tháo xuống pháp khí chữ vật rồi khẳng khái đưa ra. Kỳ ma tử xứ người, âm thầm hối hận vì nhất thời không cân nhắc chu toàn, lỡ miệng đề cập đến pháp khí chữ vật, khiến Hàn Lập thuận thế tóm lấy nhược điểm này. Trong pháp khí chữ vật của y quả thật có không ít đồ vật liên quan đến thiên đình, thậm chí có cả lệnh bài chứng minh thân phận đứng đầu tiên ngục. Nhưng hiện giờ yếu thế, Mọi nỗ lực trước đây của y đành xem như kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Hừ, có gì không dám, có điều nếu đã muốn tra xét, vậy thì phải tra xét tất cả mọi người có mặt ở đây một lần. Tránh để cho kẻ muốn giáp tâm hại người có thể đục nước béo cò. Kỳ ma tử hừ lạnh một tiếng rồi cũng tháo xuống giới chỉ chữ vật, lời nói mang theo ý tứ muốn khuấy lên cho đục nước. Trên người y có hai kiện pháp khí chữ vật, bên trong giới chỉ kia chỉ có một số vật phẩm thiết yếu chuyên dùng trong chiến đấu, còn những vật trọng yếu như lệnh bài trưởng quản tiên ngục đều giấu trong một pháp khí chữ vật khác. Kiện pháp khí chữ vật quan trọng vẫn luôn được kỳ ma tử giấu cẩn thận, Hàn Lập chưa chắc đã phát hiện ra. Thần chí lão ma vốn dĩ mơ mơ hồ hồ, hiện lại có hai tên mồm năm miệng mười thi nhau tranh luận, quả thực lão đã mất hết kiên nhẫn, đang muốn lớn tiếng quát nạt. Nhưng đúng lúc này, lão ma bỗng nhiên xoay người nhìn ra phía xa. Kẻ nào đang lén lén lút lút ngoài kia, lăn ra đây cho lão phu. Hắc thiên ma thần hừ lạnh một tiếng, đưa tay chộp một cái vào hư không. Thiên địa nguyên khí giữa ở vùng sườn núi khổng lồ bên dưới ngọn núi chống trời lập tức sụp đổ co rút lại. Trong nháy mắt giữa bầu trời xuất hiện một cái che đen ngòm. Một cự trưởng che trời phóng ra từ giữa khe nứt, nhanh như chớp chộp xuống một chỗ trong hư không. Hư không nơi đó lập tức vỡ vụn ầm, âm, một thân ảnh vàng rực lảo đảo hiện ra, đúng là Khúc Lân đang bị cự trưởng màu đen túm chặt. Gã còn chưa kịp giấy giụa, cự trưởng đã nhoáng lên, lăng không biến mất tại chỗ. Không gian trong Tuế Nguyệt Điện đột nhiên chấn động, cự trưởng màu đen đã thu nhỏ lại rất nhiều hiện ra, khiến cả đám Hàn Lập nhau nhau hoảng sợ. Cự trưởng phiêu tán biến mất, chỉ còn lại thân hình Khúc Lân từ trên cao rơi xuống. Hóa ra là con tiểu trùng nhà ngươi, hắc hắc, rất lâu chưa đánh ngươi rồi, thật sự ngứa tay mà. Chẳng ngờ ngươi lại tự mình tìm đến tận cửa. Hắc Thiên Ma tổ nhận ra Khúc Lân liền hóa giận thành vui, thân hình nhoáng lên lập tức biến mất. Không gian trước mặt Khúc Lân chợt run rẩy một cái, thân hình Hắc Thiên Ma Tổ đã lăng không lơ lửng hiện ra, kèm theo một quyền nện xuống đầu Khúc Lân. Gương mặt Khúc Lân lộ rõ vẻ kinh hoàng, hét lớn một tiếng, kim quang nở rộ toàn thân, trong nháy mắt đã hóa thành bản thể Phệ Kim trùng, là một con bọ cánh cứng khổng lồ màu vàng cao chừng vài chục trượng. Hai cái chân trước sắc bén vung lên liên hồi, bắn ra từng đạo từng đạo tinh quang kim sắc đan vào nhau tạo thành một mảnh kim ảnh dập trời, chém lên thân thể Hắc Thiên Ma Tổ. Tuy vậy, lão ma không thèm né tránh, để cho vô số kim quang tùy ý bổ chúng. Thân thể lão đột nhiên hư hóa biến thành nguyễn ảnh, đám tinh quang màu vàng lập tức xuyên qua, căn bản không tạo thành chút tổn thương nào. Động tác của Hắc Thiên Ma Tổ vẫn không hề biến đổi, vẫn giơ một quyền nện xuống như cũ, hung hăng giáng xuống đầu cự trùng. Ầm, um, nắm đấm đen kịt đột nhiên biến thành thực thể, đánh bay cự trùng ra ngoài. Thân thể cự trùng trùng trùng, trùng điệp điệp đập vào vách tường đại điện, để lại âm thanh và đập trầm đục rất lớn. Vách tường tuế nguyệt điện được kiến tạo từ vật liệu đặc thù, dù không có cấm chế gia cố, nhưng rất khó bị phá hư nên vẫn lành lặn như trước. Đám người thông thiên kiếm phái vừa khéo cũng tụ tập ở chỗ này, đạo giận chân nhân vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Mấy người lôi ngọc sách thấy tình hình không ổn, vội vàng mang theo đạo giận chân nhân chạy trốn ra nơi khác. Kim trùng sau khi va phải vách tường thì như nỏ mạnh hết đà hết xuống mặt đất, ánh mắt mê mang, tựa hồ bị đánh cho mụ mị cả đầu óc lớp vỏ giáp sát cứng rắn vô bì của nó lõm vào theo hình một cái nắm đấm mờ mờ nhưng vẫn không hề nứt vỡ chật chật lớp vỏ ngoài đã kiên cố hơn không ít hảo hảo để lão phu giãn gân giãn cốt một phen thân ảnh hắc thiên ma tổ như quỷ mị lần nữa hiện ra bên cạnh kim trùng tiếp tục bồi thêm một quyền thân thể kim trùng lập tức lóe sáng thân hình khổng lồ bỗng nhiên thu nhỏ lại vô số lần hóa thành một tiểu trùng màu vàng chỉ lớn cỡ nắm đấm tiểu trùng cấp tốc vỗ cánh bay vọt lên phía trước tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị. Còn muốn chạy, nhưng một bóng người nhoáng lên chặn đường nó, thân hình hắc thiên ma tổ không biết làm thế nào lại đã hiện ra ở phía trước, nắm đấm màu đen phóng đi như như điện, nện xuống thân thể kim trùng. Oanh một tiếng, tiểu trùng bị đánh bay ra ngoài một lần nữa, đập vào một vách tường khác, phát ra tiếng vang thật lớn. Hào quang màu vàng trên thân nó bị đánh tan gần nửa, hình thể đang thu nhỏ lại trở về kích thước ban đầu. Hạc hạc, thống khoái, thống khoái đã lâu không được thống khoái như vậy. Hắc thiên ma tổ gật gù, thân hình lại mơ hồ biến mất. Trong tích tắc đã xuất hiện bên cạnh con bỏ cánh cứng màu vàng, tiếp tục tung quyền đánh bay nó. Bỏ cánh cứng màu vàng bị đánh bay vào vách tường, lập cập rơi xuống đất. Lần này nó bị đánh vào thân thể, may mắn đầu óc vẫn chưa choáng váng, lập tức nằm dạp xuống đất dập đầu như bổ củi. Thạch tiền bối, thạch đại nhân, tại hạ biết sai rồi, tại hạ không nên ở bên ngoài rình mò người xin người hãy dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta lần này. Bỏ cánh cứng loại bỏ ý niệm chạy trốn, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Không được, lão phu đã lâu chưa được tận hứng, ngươi nói bảy cái gì, hắc thiên ma tổ hư lạnh một tiếng, thân hình lại như quỷ mị tiếp cận khúc lân, tung một cước đá bay. Lão ma lúc trước bị hai người hàn lập và kỳ ma tử làm cho tâm phiền ý loạn một hồi. Ngặt nỗi, hai người này lại bàn luận thê nhi đại sự, khiến lão chỉ có thể tận lực nhẫn nhịn dù nội tâm đã sớm phát hỏa vừa vặn ra hỏa khúc lân này lại không biết tốt xấu tìm đến tận cửa lão hiển nhiên phải phát tiết một hai cứ như vậy khúc lân chân chính biến thành một cái bao cắt hàng thật giá thật bị hắc thiên ma tổ giơ tay nhấc chân đánh cho bay tới bay lui lão ma còn chưa sử dụng công kích pháp tắc chỉ thuần túy vận dụng lực lượng thân thể đối với khúc lân thì quyền cước đơn thuần không thể phá vỡ thân thể nó tính ra cũng chẳng chịu tổn thương gì nhưng rốt cuộc thân thể bỏ cánh cứng bị đánh qua đánh lại bên trong đại điện đổ nát biến thành một quầng sáng màu vàng lao đi vùn vụt, để lại những vệt sáng kéo dài khắp không gian. Thân thể nó hễ và đập vào đâu là để lại một cái hố to ở đó. Nhất thời, toàn bộ tầng thứ bảy biến thành một vùng gà bay chó chạy, loạn thạch vung vãi khắp nơi, tiếng kêu la thảm thiết sen lẫn những tiếng nổ vang liên tiếp. chương 1124, Tàn Linh Thái Tuế Bọn người Hàn Lập chưa từng thấy qua chuyện bực này, một tu sĩ đại la cảnh lại như đám người thường trong phàm tục đuổi theo đánh một con giáp trùng màu vàng to lớn, Khúc lân mấy lần cầu xin tha thứ, nhưng nói chưa hết một nửa, đã bị hắc thiên ma tổ phóng tới không nói lời bạo đánh một trận. Đám người nhìn trợn mắt há mồm, phải liên tục không ngừng tránh né trái phải, miễn cho bị tai bay vạ gió. Bởi vì hắc thiên ma tổ trước đó không cho phép ai rời đi nên bọn họ không dám đi ra quá xa, tránh cho đối phương không vui, chỉ có thể chật vật tránh trái tránh phải, nhìn rất buồn cười. Vào thời khắc này, nơi xa có một đạo bạch quang gào thét tới, độn quang thu vào, chính là nam tử trung niên áo xanh trước đây bọn Hàn Lập gặp ở tầng thứ sáu, gã đang cưới trên lợi kỳ mã. Nhìn người nọ xuất hiện, trên mặt bọn người Hàn Lập, Hồ Tam, Giao Tam lộ vẻ vui mừng. Sắc mặt kỳ ma tử lại trầm xuống, ánh mắt chấp động. Khắc thiên đạo hiếu, xin hạ thủ lưu tình. Nam tử trung niên áo xanh phất tay phát ra một cỗ quang mang sám trắng, kéo giáp trùng màu vàng bị đánh bay lại. Nhưng giáp trùng màu vàng bị đánh bay ẩn chứa lực lượng thực sự quá lớn, xoẹt một tiếng đánh vỡ quang mang sám trắng, lần nữa đập ầm ầm trên một vách tường vốn đã bị tàn phá, làm cho mặt tường sụp đổ xuống. Liễu tự tại, lão gia hỏa ngươi cũng tới sao? Hẳn là nhàn sự muốn quản lão phu. Hắc thiên ma tổ đánh tới bời khúc lân một trận, tâm tình vui vẻ lên không ít, lườm nam tử trung niên áo xanh một cái nói ra. Hai người tựa hồ quen biết, ha ha, thạch đạo hiếu đã thoát khốn, liễu mỗ tới để chúc mừng, mà bản mệnh nguyên bài của ta ở chỗ này, bây giờ cấm chế tuế nguyệt thần đang bị phá, đặc biệt tới lấy nó đấy liễu tự tại chắp tay nói ánh mắt nhìn lại chỗ tế đàn ngũ sắc thần sắc chợt giật mình tế đàn ngũ sắc sớm đã hoàn toàn biến đổi bây giờ nơi đó chỉ còn lại một mảnh phế tích ánh mắt liễu tự tại nhìn phía trong điện rồi quay qua nhìn những người khác rất nhanh rơi vào trên thân kỳ ma tử sắc mặt không khỏi hơi trầm xuống lợi kỳ mã ở phía dưới cũng quét nhìn đám người phía trong điện lông mày nhíu một cái vậy mà nó không cách nào dò xét được bản mệnh nguyên bài ở chỗ nào lão phu ở nơi này còn có chuyện muốn tìm đồ cũng phải xem thứ tự trước sau. Nể mặt ngươi là một trong tam thi của lão gia hỏa liễu kỳ kia, lát nữa lão phu sẽ để cho ngươi tìm kiếm, giờ đừng có quấy rối. Hắc thiên ma tổ khẽ nói, liễu kỳ lão tổ trảm thi, giờ phút này hàn lập và bọn người hồ tam, giao tam đứng chung một chỗ, nghe Hắc thiên ma tổ nói, trong lòng giật mình, sau đó đã sáng tỏ thông suốt. Khó trách lúc trước hắn mới nhìn thấy liễu tự tại, liền liên tưởng đến liễu kỳ lão tổ, mà cả hai sử dụng pháp tắc cũng giống nhau như đúc, Xem ra người này chính là một trong tam thi của Liễu Kỳ lão tổ năm đó chém dụng. Hàn Lập lập tức âm thầm lắc đầu, không quan tâm những việc vặt này nữa, ngưng thần cân nhắc phương pháp ứng đối cục diện trước mắt. Ánh mắt của hắn rất nhanh khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Lặng Yên đụng Hồ Tam bên cạnh một cái, bờ môi khẽ nhúc nhích. Hồ Tam nhìn về phía Hàn Lập, rất nhanh gật nhẹ đầu không dễ nhận ra. Ha ha, vậy đa tạ Thạch đạo hữu rồi. Liễu tự tại gật đầu với Hắc Thiên Ma tổ, đang muốn đi qua một bên liễu đạo hiếu cứu mạng vào thời khắc này một thanh âm hư nhược từ phía bên cạnh truyền tới là đến từ giáp trùng màu vàng kia mặc dù nhục thân của nó gần như không thể phá vỡ nhưng tu vi nhục thân hắc thiên ma tổ cường đại há có thể coi như không việc gì phen này bị đánh khiến cho toàn thân nó lúc này hiện lên đầy quyền ấn lồi lõm trên người nhiều chỗ vỡ ra máu tươi màu vàng chen trúc chảy ra thậm chí ngay cả thất khiếu trên mặt cũng chảy ra huyết dịch màu vàng nhìn thê thảm vô cùng thạch đạo hiếu Người chính là tồn tại đại la đỉnh phong, thực lực hơn xa chúng ta, hà tất chấp nhặt khúc lân. Lúc trước mặc dù hắn âm thầm nhìn trộm tuế nguyệt điện cũng là vì bản mệnh nguyên bài của hắn, xin thạch đạo hữu có thể tha cho hắn lần này. Liễu tự tại hơi trần chờ, lần nữa chắp tay nói với hắc thiên ma tổ. Ngủ hồi lâu toàn thân không được tự nhiên, thư giãn chút gân cốt thoải mái hơn nhiều rồi. Các người trước mang hắn đi đi, lần sau ta lại tìm hắn. Hắc thiên ma tổ tùy ý phất tay nói ra, giáp trùng màu vàng nghe còn có lần sau, thân thể rung động một trận, giống như đang phát run. Đa tả thạch đạo hữu rộng lượng, liễu tự tại vui mừng, lần nữa không người thi lễ một cái, phất tay phát ra một đạo quang mang sám trắng cuốn giáp trùng màu vàng tới. Bên ngoài thân giáp trùng màu vàng chấp động kim quang, lần nữa hóa thành trạng thái nhân hình, mặt mũi bầm dập, nhìn có chút buồn cười. Liễu tự tại đang muốn rời đi, bước chân vừa bước tới đột nhiên khựng lại, nhìn hồ tam một cái, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, lập tức dừng bước. Thạch đạo hiếu, chúng ta bị tên thái tuế tiên tôn kia phong ấn ở đây cũng coi là duyên phận. Bây giờ cấm chế tuế nguyệt thần đang bị phá, chúng ta coi như triệt để thoát khốn, không biết thạch đạo hữu tiếp theo có tính toán gì không? Có hứng thú đến thiên hồ nhất tộc ta làm khách không? Ánh mắt liếu tự tại trước mấy cái, hỏi như thế. Hắc hắc, không cần, lão phu đã tìm được nơi vợ con hạ lạc, tiếp theo sẽ đi cứu bọn hắn thoát khốn, hảo hảo hưởng niềm vui gia đình. Chỗ hồ ly ngươi khẳng định mùi rất khai, lão phu chẳng muốn tới. Hai tay Hắc Thiên Ma Tổ xoa xoa, mặt lộ vẻ hưng phấn, cười hắc hắc nói: "A, à, thật sao, Thạch Đạo Hữu rốt cuộc tìm được tung tích Kim Linh phu nhân và Lệnh Lang. Đây chính là thiên đại hỷ sự, Liễu Mỗ ở đây chúc mừng. Lại không biết, Thạch Đạo Hữu làm sao tìm được nơi bọn hắn hạ lạc?" Khóe miệng Liễu Tự Tại mỉm cười, hỏi: "Kỳ Ma Tử nhìn thấy thần tình Liễu Tự Tại, trong lòng chẳng biết tại sao lộc bộp một cái, tay phải lặng yên co vào trong tay áo." là vị kỳ ma tử đạo hữu này nói cho lão phu biết, sau đó hắn sẽ mang ta đi tìm kim linh bọn họ. Hắc thiên ma tổ chỉ một ngón tay về phía kỳ ma tử, nói ra. a à, thạch đạo hữu làm sao lại để người này dẫn đường, người hẳn là không biết tên này chính là đương kim tiên ngục chi chủ. Liễu tự tại nhíu mày lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Cái gì, người tại sao cũng nói hắn là tiên ngục chi chủ. Uy, người rốt cuộc là ai? Hắc thiên ma tổ tựa hồ có chút tín nhiệm liễu tự tại, nhìn về phía kỳ ma tử, trong mắt đã không còn một tia ôn hòa như trước. Thạch đạo hiếu, chớ nghe bọn hắn nói bậy, tại hạ không phải người của thiên đình. Kỳ ma tử vội vàng cãi lại, các hạ không phải tiên ngục chi chủ sao, kỳ thật không cần nói nhiều, nhìn xem cái này sẽ rõ. Liễu tự tại vung tay lên, một đoàn quang mang sám trắng bắn ra, hóa thành một viên cầu sám trắng. Viên cầu bỗng hiện ra hình ảnh, chính là tình cảnh lúc trước kỳ ma tử lôi kéo bạch cốt yêu ma và đồng sư yêu ma, có thể thấy rõ kỳ ma tử lấy ra lệnh bài ngục chủ, trong quang cầu còn truyền ra thanh âm đối thoại của ba người, mỗi chữ mỗi câu không hề bỏ sót. Tiểu tử, người dám lừa gạt lão phu, sắc mặt hắc thiên ma tổ trong nháy mắt trở nên âm lãnh như sắt, bỗng nhiên nhìn về phía kỳ ma tử. Nhưng giờ phút này trên thân kỳ ma tử đã dâng lên một mảnh kim quang, trong nháy mắt khuếch tán ra, hình thành một mảnh lĩnh vực màu vàng. Khắp nơi trong lĩnh vực nhuồn nhạo linh quang giống như hỏa diễm, chính là đoạn thời hỏa cảnh bao phủ tất cả mọi người vào trong hết thảy mọi thứ trong đoạn thời hỏa cảnh bỗng nhiên trở nên ngưng kết, thân thể mọi người đều không thể động đậy. Mà thân hình kỳ ma tử thì hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt bay ra phế tích thái tuế điện, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Chỉ là một cái đoạn thời hỏa cảnh cũng muốn giam cầm ta. Hắc thiên ma tổ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân đại phóng hắc quang, giống như sóng dữ khuếch tán ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt xé rách đoạn thời hỏa cảnh. Một tay lão lăng không bắt một cái, bầu trời ngoài điện ầm một tiếng vang thật lớn, một cự thủ màu đen đáng sợ bao trùm nửa màn trời lần nữa nổi lên chụp mạnh xuống kỳ ma tử một cỗ cự lực ngập trời từ bốn phương tám hướng đè ép đến khiến tốc độ kỳ ma tử lập tức đại giảm mắt thấy sẽ bị cự thủ màu đen bắt chúng vào thời khắc này kim quang lóe lên trên người y bỗng nhiên đại thịnh cuốn ra bốn phương tám hướng chiếu rọi hư không phụ cận sáng như ban ngày sau một khắc một chùm sáng màu vàng lớn mấy trăm trượng nổi lên trên khắp chùm sáng đều là hỏa diễm màu vàng phảng phất một mặt trời màu vàng nghênh đón cự thủ màu đen ầm một tiếng nổ vang rung trời cự thủ màu đen thình lình bị chùm sáng màu vàng ngăn trở cả hai chạm vào nhau hư không phụ cận run rẩy một trận dữ dội sụp đổ vỡ vụn thân ảnh kỳ ma tử từ, từ trong chùm sáng màu vàng rơi xuống thất khiếu chảy ra máu tươi cả người rơi gấp xuống mặt đất phía dưới hai tay của y vẫn gắt gao ôm chặt tuế nguyệt thần đăng hình hoa sen kia thần đăng thì tản ra linh quang so với trước đó ảm đạm không ít trong miệng kỳ ma tử lẩm nhẩm vài câu gì đó trên thân lóe lên kim quang lập tức ổn định thân hình cũng không quay đầu lại mà tiếp tục phóng về phía xa như điện xạ nhưng chùm sáng màu vàng kia không có biến mất hay là ảm đạm vẫn như cũ lơ lửng ở nơi đó lại đột nhiên phồng lớn lên từng ngọn lửa màu vàng vô cùng tinh tế từ trong chùm sáng bộc phát ra trong nháy mắt xuyên thủng cự thủ màu đen ra vô số lỗ nhỏ cự thủ màu đen vốn thanh thế kinh người trong chớp mắt bị thủng trăm ngàn lỗ chống rỗng tán loạn biến mất Hắc thiên ma tổ nhìn về phía chùm sáng màu vàng kia, mặt lộ vẻ hưng phấn, cũng không để ý tới kỳ ma tử đào tổ, tựa hồ quên mất chuyện này. Chùm sáng màu vàng bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành một bóng người màu vàng óng đầu đội cao quan, thấy không rõ dung mạo, nhưng vẫn tản mát ra một cỗ uy thế lẫm liệt. Bọn người lôi ngọc sách giờ phút này trốn ở một góc phế tích đại điện, nhìn thấy bóng người xuất hiện này, tinh thần đại chấn. Là lão tổ, qua nhiều năm như vậy, nguyên lai lão tổ chưa từng rời khỏi tòa tháp trấn nhiếp vạn ma bầy yêu này. Trong khi nói chuyện, bọn người lôi ngọc sách vội vàng lễ bái từ xa với bóng người màu vàng óng này. Thì ra là thế, ta còn thấy kỳ quái vì sao tuế nguyệt thần đăng kia không người điều khiển, uy lực vẫn còn lớn như vậy, nguyên lai bên trong còn chứa một tia tàn linh của ngươi, văn thái tuế. Giờ phút này thần sắc hắc thiên ma tổ không còn một tia vui cười cuồng loạn, chuyển sang lạnh lùng. Bóng người màu vàng óng nhìn hắc thiên ma tổ, khuôn mặt nghiêm túc, một tay bóp lấy kiếm quyết, cũng không nói lời nào. Sau một khắc, trên thân hai người gần như đồng thời bộc phát lưỡng sắc quang mang hắc kim, hai cỗ khí tức vô cùng to lớn ở trong hư không ẩm vang chạm vào nhau. Tuế Nguyệt Điện vốn đã bị tàn phá, giờ như giấy mỏng sụp đổ bắn ra, bất quá mặt đất đại điện lại không bị hủy, không biết có phải nguyên nhân là do ngũ hành yên không đại trận hay không. Mấy người Hàn Lập bị hai cỗ khí tức cực lớn này đánh bay đi, dựa thế bay vụt ra xa, cách thật xa hai người hắc thiên ma tổ. Trường 1125, truy sát kỳ ma tử. ầm ầm vào thời khắc khắc Thiên Ma tổ và Tàn hồn Thái Tuế giao tranh, trên trời cao mây đen dày đặc, bên trong ánh sáng lôi điện chớp giật, có từng tiếng nổ vang truyền ra. Bốn phía hư không, tiếng gió gào thét từ mặt đất cuốn lên, mặt đất mơ hồ rung động, toàn bộ không gian Tuế Nguyệt Tháp dường như bắt đầu dần trở nên không ổn định. Hàn huynh, Tuế Nguyệt thần đăng quyết không thể rơi vào tay tên gia hỏa kỳ ma tử kia, chúng ta nhất định phải đuổi theo lấy lại. Thần Sát Giao Tam ngưng trọng, nói với Hàn Lập, Giao Tam đạo hiếu dù sao kỳ ma tử cũng là tu sĩ đại la cảnh không những thực lực mạnh mẽ tâm cơ lại thâm trầm hiện tại lại có được bảo vật tuế nguyệt thần đang càng như hổ thêm cánh chúng ta đuổi theo lúc này sợ là không phải cử chỉ sáng suốt mặt hàn lập lộ vẻ do dự mở miệng nói ra bây giờ hắn hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng tâm ma của hắc thiên ma tổ đương nhiên sẽ không quá điên cuồng vì tuế nguyệt thần đang như trước nữa hàn huynh ngươi và kỳ ma tử vốn là kẻ thù vì sao giờ phút này lại muốn lùi bước sao tam hỏi vội Tuy ta cùng y có thù nhưng bây giờ thực lực khác biệt rất rõ ràng, huống hồ tuế nguyệt thần đang rời khỏi vị trí, cấm chế trong tháp đã giải, nơi đây sợ không nên ở lâu, tốt hơn chúng ta nên nhanh chóng rời đi. Hàn lập từ chối cho ý kiến nói, thực không dám giấu giếm. Hàn huynh, trên tay kỳ ma tử ngoại trừ tuế nguyệt thần đăng, còn có một đồ vật quan trọng trong nhiệm vụ của luân hồi điện chúng ta lần này, không thể không lấy lại. Ngươi là một thành viên luân hồi chi tử, cũng nên tham dự vào. Giao tam nhìn theo hướng kỳ ma tử, ánh mắt lộ ra mấy phần lo lắng nói giao tam đạo hữu chớ nên ép buộc mặc dù đây là nhiệm vụ luân hồi điện nhưng lại không phải là nhiệm vụ của tại hạ dù sao với thân phận của ta còn không được tham dự nhiệm vụ ở cấp độ này hàn lập không có hành động gì chỉ nói giao tam nghe vậy sắc mặt cứng đờ không ngờ hàn lập lại dùng lời của nàng trước đó để nói lại chính mình hàn huynh nếu ta nhớ không nhầm có một tiểu gia hỏa tên là kim đồng quan hệ với ngươi không tệ tình cảnh bây giờ của nó cũng không quá tốt. Giao Tam thu ánh mắt lại, bỗng nhiên chuyển qua truyền âm nói ra. Lời của ngươi là ý gì? Hàn Lập nghe vậy, sắc mặt không đổi, trong lòng lại siết chặt. Việc này nói ra rất dài dòng, nhất thời ta không nói rõ ngay được, tóm lại bắt được kỳ ma tử đối với vị tiểu bằng hữu của ngươi cũng rất quan trọng, còn giờ xin ngươi không nên trần chờ, nhanh chóng ra tay. Kỳ ma tử vốn tu luyện thời gian pháp tắc chi lực, nếu không có ngươi hỗ trợ sẽ rất phiền phức vẻ mặt giao tam lo lắng nói ra. Khi hai người đang nói chuyện, Liễu tự tại đã cùng Hồ Tam đuổi theo, dù sao bản mệnh nguyên bài của lão còn trên tay kỳ ma tử. Đã vậy, ta sẽ giúp người một tay nhưng những vật khác có thể bỏ qua còn tuế nguyệt thần đang thuộc về ta, như thế nào? Hàn Lập nghe vậy, nói ra, thực tế, hắn và kỳ ma tử đã có mối thù không thể hóa giải, bây giờ cũng muốn nhân cơ hội truy sát, chấm dứt hậu hoạn. Thế nhưng nếu giao tam, một người có thân phận không thấp tại luân hồi điện, mở miệng xin hắn giúp đỡ, tự nhiên muốn xoay chuyển một phen khiến nàng ta nợ mình một cái nhân tình. Chỉ là bỗng nhiên giao tam nói ra sự tình kim đồng, rõ ràng không phải bắn tên không đích, làm cho Hàn Lập có chút ngạc nhiên, nội tâm nhịn không được hiện lên chút lo lắng. Tốt, việc này ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng những vật khác trên người kỳ ma tử, Hàn đạo hữu chớ tranh. Giao tam không do dự nhiều, liền gật đầu đáp ứng. Đối với chút tâm tư của Hàn Lập, dĩ nhiên nàng biết rõ, dù sao mục tiêu chủ yếu của nàng là lấy khối thiết bài màu đen kia, chỉ cần Hàn Lập không tranh đoạt vật này với nàng, tất cả đều có thể thương lượng. Hàn Lập hiển nhiên không dị nghị gì chuyện này. Sau khi hai người bàn bạc, độn quang trên người giao tam chợt sáng, ngay lập tức đuổi theo. Nhưng vào lúc này, một đạo ngân quang từ đại điện đổ nát bay ra, là tinh viêm hỏa điều, trong miệng nó ngậm hỏa châu, một trong năm món tiên khí tạo thành ngũ hành yên không đại trận kia. Xem ra đại trận kia không người lo liệu nên không hoạt động được. Hàn Lập tự lẩm bẩm một tiếng, thu hỏa điều vào. Hắn nhìn thoáng qua chỗ Hắc Thiên Ma tổ và Tàn hồn Thái Tuế Tiên Tôn giao chiến nổi lên chấn động khủng khiếp. Hắn hơi rụt cổ một cái, đang muốn rời đi, liền thấy Khúc Lân và Lợi Kỳ mã hóa thành hình người tìm kiếm gì đó trong đại điện đổ nát. Thân hình hắn nhảy lên, phi tới bên cạnh hai người. "Hai vị đạo hữu, đừng xem náo nhiệt, tới hỗ trợ đoạt đèn đi." Hàn Lập vừa cười vừa nói, "Đoạt đèn, đoạt đèn gì? Lão tổ ta còn vội." trẻ con ngươi tự mình chơi đi, đừng đến làm phiền. Trong tay lợi kỳ mã còn mang theo tẩu thuốc màu xanh, không thèm nhìn Hàn Lập chút nào, hơi khó chịu nói. Khúc đạo hiếu, hắn không chịu hỗ trợ, còn ngươi. Lúc trước ngươi và ta ước định rõ ràng, giúp ta đối phó kẻ thù, hiện tại hắn đang ở kia. Hàn Lập đưa tay chỉ chỗ xa, bên kia mấy người giao tam đã chặn được kỳ ma tử lại. Việc thỏa thuận đương nhiên sẽ không thay đổi, chỉ là trong mắt ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm bên kia các ngươi nhiều người như vậy cũng đủ đối phó hắn. Khúc lân không do dự, lập tức nói ra, hai vị chẳng lẽ tìm vật này. Lúc này, Hàn Lập bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Khúc lân nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn lại. Lợi kỳ mã thì thu hồi tẩu thuốc, bốn vó chạm đất, cũng nhìn sang phía Hàn Lập. Kết quả thấy, trong tay Hàn Lập đang cầm hai khối lệnh bài màu đỏ như máu, tiện tay lắc lắc về phía bọn họ. Hai khối bản mệnh nguyên bài này, Hàn Lập căn bản không muốn lấy ra ngay, đặc biệt là Khúc Lân, bởi vì khi có vật này trên tay, sau này khi kim đồng đối đầu với gã, trong tay có thêm một lá chủ bài. Cho nên để đề phòng bọn họ cảm ứng được, Hàn Lập còn thêm một tầng cấm chế trên lệnh bài, thu vào trong hoa chi động thiên nhưng bây giờ muốn bọn họ ngoan ngoãn hỗ trợ, không thể không lấy ra. Hào tiểu tử, lại là trên tay ngươi, trước kia từng nói, nếu ngươi có thể tìm cho lão tổ bản mệnh nguyên bài, nhất định có thâm tạ, hiện tại có thể thực hiện. Lợi kỳ mã rộng miệng cười tâu tuyết nói, ấy, đạo hữu đừng vội, thâm tạ hay không thâm tạ, chờ sau khi ta đánh xong kỳ ma tử hãng nói. Hàn lập lật bàn tay một cái, thu hồi hai khối lệnh bài, nói ra. Khá lắm tặc tiểu tử, không thấy thỏ thì không thả chim ưng, lão tổ giúp ngươi là được. Lợi kỳ mã nghe vậy, mặt ngựa cứng đờ, cả giận nói. Vậy trước tiên giết người kia rồi nói tiếp, lông mày khúc lân hơi chuyển, nói ra. Hai người vừa dứt lời, trên người lợi kỳ mã nổi lên một cơn gió lốc màu trắng, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Hàn Lập và Khúc Lân theo sát phía sau, đuổi theo. Đám người thông thiên kiếm phái đã sớm thừa dịp rối loạn rút lui ra bên ngoài mấy trăm dặm. Đạo giận chân nhân được lôi ngọc sách cóng trên lưng cuối cùng đã tỉnh lại. Lão ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn lại sau lưng, nhưng chỉ thấy thiên địa biến sắc, cả vùng không gian hỗn loạn. Đây là, xảy ra chuyện gì, đạo giận chân nhân run giọng hỏi. Sư tôn, ngài tỉnh rồi, lôi ngọc sách nghe vậy vui mừng, vội để lão xuống gã kể sơ lược tình hình sau khi đạo giận chân nhân bất tỉnh đại khái nói một lần, đạo giận chân nhân nghe được liên tục nhíu mày, cái gì, tàn hồn lão tổ lâm thế, a, à, nghiệp chướng, thần đăng này không nằm trong tay chúng ta, một khi lệch khỏi vị trí không thể nào duy trì lực lượng giam cầm của tuế nguyệt tháp, yêu ma bị cầm tù trong tháp một khi trốn đi, chúng ta coi như trở thành kẻ gây họa làm loạn kim nguyên tiên vực rồi. đạo giận chân nhân thở dài một tiếng, nói ra, trưởng môn, tình huống trước mắt này chúng ta có thể tự bảo vệ đã là may mắn, thực sự không lo được nhiều. Một tên trưởng lão an ủi, không được, thanh danh thông thiên kiếm phái không thể hủy trong tay lão phu. Tiên tôn còn một chút tàn hồn còn ra sức kịch chiến hắc thiên lão ma, ta dù liều cái mạng già này cũng phải đoạt lại thần đăng kia, một lần nữa chân áp yêu ma. Đạo giận chân nhân phẫn nộ nói ra, sư tôn, thần đăng lệch vị trí đã lâu, yêu ma trong tháp chỉ sợ đã chạy thoát, ngoài tháp chúng ta còn có đệ tử các phái đóng quân, hẳn còn có thể ngăn cản một lát. Giờ phút này, chuyện chúng ta cần làm là mau rời khỏi Tuế Nguyệt Tháp, đi khỏi không gian di tích này, nghĩ cách thúc giục hậu thủ cuối cùng mà Tiên Tôn lưu lại kia. Lôi Ngọc Sách vội vàng khuyên, người nói là hủy đi cả Tuế Nguyệt Tháp và toàn bộ không gian di tích. Nghe nói lời ấy, đạo giận chân nhân tỉnh táo lên nhiều, nói ra. Nói như vậy, đệ tử các phái còn lưu lại trong bí cảnh chẳng phải đều sẽ bị chôn cùng. Tô An Thiến nghe vậy, thần sắc biến đổi, quay đầu nhìn về phía Lôi Ngọc Sách hỏi nếu thả yêu ma trong tháp ra tiên vực người chết đi có thể sẽ không phải chỉ một vài người như vậy trong hai việc xấu chọn việc xấu ít hơn cũng là biện pháp khi không có biện pháp vẻ mặt lôi ngọc sách nghiêm túc không nhìn tô an thiến nói bây giờ tình thế đặc thù chỉ có thể làm như vậy nếu như những người này đã bị ma quỷ mê hoặc mưu toàn cướp đoạt bảo đăng bản tông chết chưa hết tội về sau đèn này trở về trong tay bản tông hỗ trợ bản tông tái hiện huy hoàng sắc mặt đạo giận chân nhân nghiêm lại nói ra Tô An Thiến nghe vậy, há to miệng, nhưng cuối cùng không nói thêm gì nữa. Nói xong, đám người này liền tiến về không gian ở rìa tầng 7, không có cấm chế, từ nơi đó liền có thể ra khỏi tháp. Sau khi những người này rời đi, một khối nham thạch màu đen cách đây không xa đột nhiên lăn qua một bên, một bóng người xuất hiện từ dưới đất, chính là Hùng Sơn. Chỉ thấy gã bóc một tấm phủ lục màu vàng trên mi tâm ra, cẩn thận thu về, phun ra một ngụm khí đục thật dài. Đám gia hỏa Thông Thiên kiếm phái này lại muốn hủy toàn bộ bí cảnh, xem ra cần phải lập tức rời đi." Một câu nói xong, gã lật bàn tay một cái, trước người gã lập tức lóe lên hào quang rồi xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng và một cái đại ấn màu vàng đất, chính là hai tiên khí dùng để bố trí Ngũ Hành Yên không đại trận kia, chỉ là giờ phút này hào quang trên đó đều hơi ảm đạm, rõ ràng do tiêu hao quá nhiều năng lượng. Cũng may còn có các thứ này, dù lần này thiếu chút nữa mất mạng nhưng cuối cùng không lỗ. Gã cẩn thận vuốt ve trường kiếm màu vàng và đại ấn màu vàng đất, khóe miệng khẽ cười, thu lại. Sau đó, gã đứng dậy, nhìn qua chiến trường hỗn loạn bên kia, khẽ mắng một câu, "Các ngươi chơi đùa tiếp đi, lão tử đi trước một bước." Vừa dứt lời, gã liền thấy trên đỉnh đầu có một đạo độn quang màu lam lướt qua, hình như là nữ tử tên Lam Nhan đang bay về phương xa trốn đi. Gã khẽ nhíu mày rồi cũng phi độn bay đi, tránh xa vùng đất thị phi này. Chương 1126: ác chiến kỳ ma tử Cùng lúc đó, bên ngoài tuế nguyệt tháp đã hỗn loạn thành một mảnh. Trên cả tòa tháp cao, bắt đầu hiện ra từng vết nước to lớn mắt thường có thể thấy được, bên trong không ngừng lóe ra quang mang màu bạc, từ đó truyền ra trận trận không gian ba động cường đại. Không bao lâu, bắt đầu không ngừng có người từ trong những kẽ nước ngân quang này xông ra, trong đó có nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, hình dạng khác nhau, tu vi cao thấp không đều, đông kìn kịt, che khuất cả bầu trời. Đệ tử các phải chấn giữ ngoài tháp thấy thế, lúc đầu kinh hãi không thôi, vốn định rút lui nhưng lại có không ít người xông tới không nói gì trực tiếp động thủ chúng đệ tử được người cầm đầu từng phái chỉnh đốn mới không bỏ chạy toán loạn phải bất đắc dĩ ngăn địch chỉ là ngay từ đầu có ưu thế về nhân số bọn họ còn có thể vững vàng ngăn chặn những người thoát ra nhưng theo số người thoát ra càng lúc càng nhiều ở trong bắt đầu xuất hiện một vài nhân vật cực kỳ mạnh mẽ cán cân thắng bại bắt đầu dần dần nghiêng về một bên bên ngoài tuế nguyệt tháp thanh âm chém giết sung trời song phương tử thương thảm trọng phía trên mặt đất máu chảy thành sông. Ở một chỗ khác, Hàn Lập và Khúc Lân đã đuổi sát đến, liền chứng kiến Giao Tam đã thả ra luân hồi linh vực, bao phủ không chung mấy trăm dặm vào trong. Mà trong linh vực đỏ sậm của nàng, còn có một tầng linh vực màu vàng mở ra, nghiễm nhiên là linh vực thời gian pháp tắc do kỳ ma tử thả ra. Lợi kỳ mã xông vào linh vực hai người, thân hình bỗng nhiên hơi dừng lại một chút. Chỉ thấy hai mắt nó lập tức trợn tròn, to như chuông đồng, bốn vó phi nước đại tới, dưới vó lập tức có đạo đạo gió lốc màu trắng bắn ra, quấy cho không gian bốn phía hỗn loạn không chịu nổi, tốc độ di chuyển lập tức tăng lên rất nhiều. Hàn lập và khúc lân cùng tiến vào trong, trên thân hắn lập tức có một đạo quang cầu màu vàng cuộn ra, hóa thành một tầng thời gian linh vực, bao phủ phương viên chăm dặm vào trong. Đến lúc hai người tới gần, liền thấy mấy người kỳ ma tử đã ngừng đánh nhau, đứng đối diện. Chỉ cần ngươi giao ra vật đoạt được trên tế đàn, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, để cho ngươi tự động rời đi hai tay giao tam vẫn bấm pháp quyết nhưng không tiếp tục công kích mở miệng nói ra hư bây giờ có tuế nguyệt thần đăng trong tay bản tọa lại sợ các ngươi sao kỳ ma tử cười lạnh một tiếng nói ra kỳ ma tử vậy thêm chúng ta thì sao hàn lập cười lạnh một tiếng nói ra thấy hàn lập mang theo lợi kỳ mã và khúc lân giết tới sắc mặt kỳ ma tử lập tức biến đổi lúc đầu mấy người giao tam đã đủ phiền toái lại thêm mấy người kia một mình lão sao địch nổi huống hồ ba người khúc lân Liễu tự tại và lợi kỳ mã đều là tu sĩ đại la, mặc dù có tuế nguyệt thần đăng trong tay, cục diện của lão vẫn thua không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, kỳ ma tử bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ quyệt, lập tức lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay liền nhiều ra một khối lệnh bài màu đỏ như máu lớn chừng bàn tay. Khối bản mệnh nguyên bài này là của ngươi phải không? Nếu không muốn ta hủy nó, lập tức giết hắn cho ta. Kỳ ma tử cảm thụ một chút khí thức sinh mệnh trên lệnh bài, ánh mắt rơi vào trên thân liếu tự tại ra lệnh ánh mắt liếu tự tại hơi lóe lên nhìn theo ngón tay của lão chỉ về hướng hàn lập trên mặt lộ ra vẻ do dự ngươi không có lựa chọn có tin ta lập tức bóp nát nó hay không khóe miệng kỳ ma tử nhếch một cái hung hăng nói ra xin lỗi trong mắt liếu tự tại lóe lên vẻ tức giận rồi biến mất mở miệng nói một câu thân hình lóe lên đánh tới hàn lập bên này lão hồ ly xin lỗi cũng không thể để ngươi giết hắn được không cần hàn lập nhiều lời, khúc lân đã chủ động nghênh đón, ngăn cản gã. Lợi kỳ mã do dự một chút, trên thân bỗng nhiên đại thịnh bạch quang, hóa thành một đạo gió lốc to lớn, cuốn hai người khúc lân một cái, đồng thời rời xa bên này, bay thẳng ra bên ngoài phạm vi linh vực của ba người hàn lập. Hắc hắc, không có bọn hắn, chỉ bằng mấy người các ngươi còn dám chiến cùng bản tỏa sao. Kỳ ma tử cười khẩy, nói ra, hàn lập và giao tam liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, ba người phân tán ra theo thế tam tài vây kỳ ma tử vào chính giữa bản tọa rất bội phục lòng can đảm của các ngươi chỉ là sợ các ngươi còn không biết uy lực chân chính của tuế nguyệt thần đăng này a à. ánh mắt kỳ ma tử quét qua ba người cười lạnh nói ba người hàn lập nghe vậy trong lòng siết chặt có chút dự cảm không tốt vậy để các ngươi kiến thức một chút đi kỳ ma tử nói một câu hai tay xuất ra trước người một chiêu cây đèn màu vàng hình hoa sen kia lập tức bắn ra lơ lửng ở trước người xoay tít không ngừng chỉ thấy tay lão bấm pháp quyết, khí thế toàn thân lập tức tăng vọt, một thân quần áo không gió tự bay, tiếng rầm rầm vang lên không ngừng. Trước người y có kim quang ngưng tụ lại, một bó đuốc kim diễm chập chờn nổi lên. Ánh mắt kỳ ma tử nhìn bó đuốc và tuế nguyệt thần đăng, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt, hai tay lập tức biến đổi pháp quyết, trong miệng chợt quát lên, đoạn thời đoạn không, lưu hỏa bất sinh, tuế nguyệt bất tấn, thần đăng trường minh. Lời lão còn chưa dứt, Bắc đèn giống như tim sen trong cây đèn hoa sen lập tức tỏa ra vạn đạo tia sáng màu vàng, như mặt trời chiếu trên không trung, ở trong truyền ra cuồn cuộn gợn sóng màu vàng, như biển mây cuồn cuộn không ngừng. Đây là, không tốt, mau ngăn cản hắn. Hàn lập phát hiện không ổn, lập tức quát to một tiếng. Nói xong, thiên sát chấn ngục công trong cơ thể toàn lực vận chuyển lên, tay vung lên, trong lòng bàn tay lập tức tuôn ra kim quang. 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm hợp lại làm một, cuốn theo lôi điện nồng đậm, bắn thẳng về phía kỳ ma tử. Giao tam hơi chậm hơn hắn một bước, phất tay đánh ra một trường, trong lòng bàn tay có một lệnh bài bát giác bắn ra, cuốn theo cuồn cuộn mây khói màu đỏ sậm, tụ thành một tòa tường thành xương mù to lớn, ép đến kỳ ma tử. Một bên khác, thiên hồ hóa huyết đao trong tay hồ tam cũng đã chém ra, ở trong có mấy trăm đạo huyết sắc quang nhận cự đại, cắt chém hư không xé rách màn trời, phủ xuống đầu kỳ ma tử. Ba phía công kích, từng phía đều mang thanh thế kinh người, cho dù là tu sĩ đại la, cũng tuyệt không dám xem như việc nhỏ. Kỳ ma tử ở trong công kích lại tựa như không hề hay biết, chỉ bấm pháp quyết, toàn lực thúc dục kim sắc hỏa bả hạ xuống tuế nguyệt thần đăng. ầm ầm, mắt thấy thanh trúc phong vân kiếm có kim lôi bao quanh sắp bay tới, phụ tường đỏ sầm cũng đã che cả bầu trời. Huyết nhận của thiên hồ hóa huyết đao sắp bổ xuống thì rốt cuộc cả kim sắc hỏa bả và tuế nguyệt thần đăng đã chồng vào nhau. Trong nháy mắt cả hai vừa hợp, một đạo kim quang trói mắt bỗng nhiên bắn ra, tỏa ra hào quang màu vàng trói mắt gấp trăm lần ánh mặt trời, khiến cho ánh mắt ba người Hàn Lập trong nháy mắt không thể thấy rõ. Hàn Lập chỉ nghe được một tiếng oanh minh kịch liệt từ chỗ kỳ ma tử truyền đến, ngay sau đó có một cỗ khí lãng cuồng bạo cuốn đến, thân hình không tự chủ được lui về phía sau. Sau khi ổn định thân hình, dựa theo liên hệ tâm thần, hắn đưa tay vẫy một cái, thanh trúc phong vân kiếm liền rung lên một tiếng, bay ngược trở về trong tay hắn. Hai mắt Hàn Lập ngưng tụ, nhìn lại phía kỳ ma tử, chỉ thấy trong bụi mù cuồn cuộn đầy trời đứng lặng một cái bóng mờ to lớn vô cùng, nhìn tựa hồ là một cây trụ lớn kinh thiên. Thế nhưng sau khi khói bụi tán đi, rốt cuộc hắn mới thấy rõ. Vật trong bụi mù kia là một ngọn đèn màu vàng cao hơn trăm trượng, chân đèn hơi cong, bầu đèn như đóa hoa sen, thình lình chính là Tuế Nguyệt Thần Đăng. Đây là Tuế Nguyệt Thần Đăng, thanh âm giao tam từ một bên chuyển đến. Hàn Lập quay đầu nhìn lại, thấy đầu tóc nàng hơi rối, nhưng cũng không đáng ngại. Xem ra hắn đã dùng bí pháp gì, triệt để nắm giữ tuế nguyệt thần đăng bất quá dưới sự vội vàng như thế tất nhiên không thể duy trì lâu dài chúng ta cẩn thận ứng đối là được hàn lập nhíu mày tự đánh giá một lát nói ra ta thấy không đơn giản như vậy sau khi lão này làm thần đăng trở nên lớn như vậy khí tức trên thần đăng chẳng những không tùy ý phóng ra ngược lại nội liễm rất nhiều chính điều này đã không bình thường rồi lúc này hồ tam cũng dính đầy bụi đất bay trở về hàn lập nghe vậy hai mắt nhắm lại cha xét chốc lát sắc mặt không khỏi hơi đổi Hồ Tam Đạo Hữu nói không sai, Kỳ Ma Tử tương dung Tuế Nguyệt Thần Đăng và linh vực của hắn, lúc này thần đăng cũng có chút giống vực linh trong linh vực của hắn, chỉ sợ không dễ đối phó như vậy. Ánh mắt Hàn Lập nhìn chằm chằm thần đăng, nói ra. Đúng lúc này, trên Tuế Nguyệt Thần Đăng to lớn kia, bỗng nhiên nổi lên thân ảnh Kỳ Ma Tử, lang nhiên đứng trên một cánh sen của cây đèn, ý cười đầy mặt nhìn xuống mấy người phía dưới. Ha ha, Hàn đạo hữu, hiện tại các ngươi còn có mấy phần thắng. Kỳ Ma Tử cao giọng quát: không đợi Hàn Lập trả lời, bỗng nhiên hai tay lão bấm pháp quyết, chỉ vào thân thần đăng phía dưới. Chỉ thấy tuế nguyệt thần đăng to lớn bỗng nhiên rung lên kịch liệt, hỏa diễm bao phủ trên bắp đèn đột nhiên chấn động kịch liệt, giống như nổ tung lên, từ đó bay vụt ra vô số ngọn lửa màu vàng, cuốn về bốn phương tám hướng. Ba người Hàn Lập thấy thế, vội vàng tản ra, tránh né. Những hỏa đoàn màu vàng kia sau khi rơi xuống đất không hề bắn tung tóe cũng không tiêu tán biến mất, mà nhao nhao lóe lên kim diễm, hóa thành từng cây từng cây đèn màu vàng cao hơn một trượng, nhìn như từng phân thân của tuế nguyệt thần đăng. Dày đặc cây đèn vàng trong khắp linh vực, cơ hồ cách mỗi hơn 10 trượng sẽ có một cây. Hàn lập rất nhanh phát hiện, những phân thân thần đăng này sau khi xuất hiện, ba động thời gian pháp tác chi lực trong linh vực của kỳ ma tử lập tức tăng vọt gấp 10 lần. Mặc dù có thời gian linh vực của Hàn Lập chống lại nhưng hành động của ba người bọn họ cũng vẫn bị trở ngại cực lớn. Lại đến thử một chút cái này đi. Lúc này kỳ ma tử đứng trên cây đèn bỗng nhiên cao giọng quát. Hàn lập rời mắt nhìn qua, chỉ thấy hai tay áo kỳ ma tử lắc một cái, hai ống tay áo rộng thùng thình rung động phần phật. Trong ống tay áo của lão phun trào hồng quang kịch liệt, một mảnh trăng chịt điểm sáng màu đỏ như một bầy ong bừng lên, trong nháy mắt che đậy cả một khoảng trời. Không ổn, là hỏa tuế huỳnh trùng, ánh mắt hàn lập ngưng tụ, quát lớn, vừa dứt lời, bầy hỏa tuế huỳnh trùng kia liền soạt một tiếng phân làm ba nhóm, chia ra nhào xuống ba người bọn họ. Nghe Hàn Lập nhắc nhở, hai người giao tam cũng biết có chút phiền phức, vội vàng thi triển thủ đoạn bảo vệ toàn thân mình. Pháp bào trên thân giao tam lóe lên ánh bạc, phía trên hiện ra từng đạo phù văn dày đặc, trong quang mang mông lung phát ra ẩn chứa một tầng không gian pháp tắc chi lực như một tầng kết giới bao nàng vào trong. Bên ngoài thân hồ tam thì hiện ra một tầng áo giáp phải bạc, giáp phiến tinh mịn, phù quang đại phát, bảo vệ cả người gã cực kỳ chặt chẽ bên trong. Chương 1127, tự xa Bấy Mắt thấy Hỏa Tuế Huỳnh Trùng phô thiên cái địa lao tới, Hàn Lập không dám chủ quan, sau lưng lóe lên kim quang, chân ngôn bảo luân hiện lên, xoay tròn không ngừng. Hỏa Tuế Huỳnh Trùng vừa bay tới gần, liền giống như đụng vào một tầng khí mắt thường khó thấy, tốc độ lập tức trì hoãn, bị giam cầm giữa không trung. Hàn Lập thấy vậy an tâm hơn, đang muốn lấy ra Huyền Thiên Hồ Lô thu thập lại, bỗng thấy một màn làm cho người ta khiếp sợ. Chỉ thấy trên thân hàng ngàn, hàng vạn Hỏa Tuế Huỳnh Trùng kia nổi lên ngọn lửa màu vàng, hào quang chớp động không ngừng làm tiêu tan tia sáng màu vàng phóng ra từ bảo luân của hắn tia sáng màu vàng không ngừng tiêu tan tốc độ di chuyển của hỏa tuế huỳnh trùng kia càng nhanh dần liên tục tiến gần về phía hắn đám hỏa tuế huỳnh trùng trước mắt này so với đám hắn từng thấy qua rõ ràng không cùng một cấp bậc bên phía hàn lập biến cố liên tục xuất hiện thì tình huống bên giao tam và hồ tam cũng diễn ra không ngừng giờ phút này giao tam hoàn toàn bị hỏa tuế huỳnh trùng vây lại ở giữa tuy rằng pháp bào của nàng vẫn còn thanh quang nhưng đã bị xâm thực đến mức tan nát thành từng mảnh mắt thấy gần như không thể chịu được về phần hồ tam lại càng thê thảm hơn ngân giáp trên người gã căn bản không ngăn cản được bao nhiêu hỏa tuế huỳnh trùng đành phải dịch chuyển thân hình vội vàng tránh né thế nhưng lại không cẩn thận đụng phải một phân thân của thần đăng trên phân thân của thần đăng ngọn lửa vụt bay lên từ bên trong một con hỏa diễm dao long màu đỏ đột nhiên thỏ ra nhằm người hồ tam quấn tới hồ tam giật mình thiên hồ hóa huyết đao trong tay vung mạnh một cái, chém về phía hỏa long. Chỉ thấy đao ảnh màu máu phô thiên cái địa lao đi, cuốn theo mấy trăm con hỏa tuế huỳnh trùng, chém vào thân xích diễm hỏa long. Thân thể hỏa diễm giao long bị chém lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành những đốm lửa giải rác, tiêu tán đi. Hồ Tam thấy vậy mới thoáng thở vào một hơi, nhưng ngay khi gã định di chuyển, hai phân thân khác của ngọn thần đang chợt rực sáng. Hai con hỏa diễm giao long từ đó đột nhiên lao ra, một trái một phải cắn vào hai bả vai gã thân hình gã lập tức trì trệ, cả người bị giam tại chỗ. Ngay sau đó, hỏa tuế huỳnh trùng đang vây quanh liền nhào tới, che khuất cả người gã lại. Không tốt, Hàn Lập thấy thế, trong lòng thắt lại, chỉ thấy Hồ Tam bị hỏa tuế huỳnh trùng cắn xé, sinh mệnh lực bắt đầu trôi đi với một tốc độ quỷ dị, toàn thân gã dần trở nên uể oải, khí tức trên người dần suy yếu. Nếu không ra tay cứu, Hồ Tam thật sự gặp nguy hiểm. Hàn Lập cắn răng, vung tay lên, 36 thanh thanh trúc phong vân kiếm nối đuôi nhau xuất hiện, Tất cả thân kiếm lắc một cái, hóa thành vô số bóng kiếm sáng xanh, xen kẽ nhau tạo một mảng lơ lửng giữa không trung, giống như một tấm lưới lớn dệt từ kiếm quang, lượn tới phía đám hỏa tuế huỳnh trùng kia. Cùng lúc đó, hắn thu hồi chân ngôn bảo luân vào trong cơ thể nghịch chuyển khiến tốc độ tăng vọt, thân hình ở vị trí hiện tại đã lướt thẳng tới chỗ Hồ Tam. Không bị chân ngôn bảo luân áp chế, tốc độ hỏa tuế huỳnh trùng lập tức tăng vọt. Dù lưới kiếm do Thanh trúc Phong Vân kiếm dệt thành có thể ngăn lại nhưng vẫn có một vài con lọt qua, đuổi theo Giờ này Hàn Lập không rảnh bận tâm, sau khi thân hình tới gần Hồ Tam, trong cơ thể liền vận chuyển thiên sát chấn ngục công, tinh thần chi lực lập tức dồn vào hai cánh tay, dùng ngay một đòn đại lực kim cương quyết đánh tới hai phân thân của ngọn thần đăng. Đùng, đùng hai tiếng nổ gần như đồng thời vang lên. Theo tiếng nổ, hai phân thân của thần đăng vỡ nát, hai con hỏa long màu đỏ từ thân đèn thò ra cũng bắt đầu sụp đổ. Đúng lúc này, tất cả hỏa tuế huỳnh trùng trên người Hồ Tam lập tức vù vù bay ra lao về phía Hàn Lập, cùng với đám trùng đuổi theo lúc trước tạo thành thế tiền hậu giáp kích. Hàn Lập căn bản tránh không kịp, liền bị mấy trăm con đâm vào người. Hắn không kịp phủi đi, chỉ muốn tránh đi trước rồi tìm phương pháp nhưng khi chân còn đang nhấc lên thì bỗng thấy ngọn lửa lúc trước bị vỡ vụn ra phía dưới thân tỏa ra như thể hoa sen nở rộ khắp nơi. Từ đó truyền ra rung động thời gian pháp tắc mãnh liệt, cho dù Hàn Lập nghịch chuyển chân luân trong cơ thể cũng không cách nào thoát, bị giam cầm tại chỗ. Sau một cái trước mắt, hư không trước mặt hắn có gợn sóng nhộn nhạo thân ảnh kỳ ma tử đột nhiên hiện ra, giơ cánh tay thật dài nắm chặt vạt áo trước ngực hắn. Cuối cùng cũng bắt được ngươi, lông mày kỳ ma tử nhíu lại, lạnh giọng cười. Hàn huynh, hồ tam vừa khôi phục tự do thấy vậy chợt biến sắc, kêu lớn. Ở bên khác, sao tam bị bao bọc như thể trùng kén, bỗng quanh thân tản mát chấn động luân hồi pháp tác mãnh liệt, chiếu dọi đám hỏa tuế huỳnh trùng trên người. Ngay sau đó, một màn khiến người ta kinh ngạc xuất hiện, ngọn lửa trên thân hỏa tuế huỳnh trùng lập tức thu lại, hào quang nhanh chóng ảm đạm, ào ào rơi xuống đất, đúng là tất cả đều bắt đầu ngủ đông. Hàn đạo Hữu giao tam nhướng mày, thân hình chấp nhoáng, lao thẳng đến bên kia. Nhưng, nàng vừa mới xông ra khoảng hơn trăm trượt, trên tất cả phân thân của thần đang ở xung quanh liền sáng rực ánh lửa, từng đầu hỏa long nhô ra, răng khắp nơi, giống như kết thành một cái lồng giam, cơ hồ hoàn toàn cách trở đường đi. Kỳ ma tử nhìn về phía giao tam một cái, lúc thu hồi ánh mắt lại liếc qua hồ tam, sau đó mới nhìn chằm chằm hàn lập, châm chọc nói, lần này không ai có thể cứu ngươi, đi chết đi. Dứt lời, y nắm lấy hàn lập, lòng bàn tay lóe lên ánh lửa, một ngọn lửa màu vàng bốc lên, trong nháy mắt đã che khuất toàn thân hàn lập. Hàn huynh, mắt hồ tam trừng lên như muốn nứt, thân hình bạo khởi, thiên hồ hóa huyết đao trong tay vừa muốn huy động liền bị kỳ ma tử tiện tay đánh ra một đám lửa vàng trúng lồng ngực, cả người ngã xuống một lần nữa. Sao tam dù trợn trừng hai mắt cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hàn lập bị ngọn lửa thôn phệ, Kỳ Ma Tử vẫn duy trì tư thế một tay nắm lấy Hàn Lập, trông như cầm một bó đuốc, dương mắt nhìn Hàn Lập biến thành cho từng chút một trong tay mình. Đến khi cho tàn lấp lánh những điểm sáng đỏ tươi dần phiêu tán, bên trong chỉ thấy bột xương màu đen rào rào rơi xuống, nhưng không có nguyên anh chạy trốn ra. Kỳ Ma Tử thấy vậy, nhếch miệng cười lạnh, bàn tay quay ra sau lưng, chợt vẫy một cái. Chỉ thấy phía ngoài của ánh lửa thoáng hiện, tách ra từng đóa hỏa diễm kim liên nở rộ, hình thành một lồng giam cấm chế to lớn, hoàn toàn phong tỏa hư không. Bên trong quang mang kim liên hiện ra một bóng người cao lớn, lại chính là Hàn Lập. Loại thế thân khôi lỗi này đã dùng qua một lần coi như hết tác dụng, sao còn dám bêu xấu trước mặt ta?" Kỳ Ma Tử quay người nhìn Hàn Lập bị giam cầm trong hỏa diễm kim liên, khuôn mặt đầy mỉa mai, cười nói. Hàn Lập ở trong ngọn lửa, không những không cách nào động đậy, mà còn chịu hỏa liên thiêu đốt, đau đớn kịch liệt khiến mặt mũi hắn có chút vặn vẹo, căn bản là không thể trả lời. Kỳ Ma Tử không có ý định cùng hắn nói nhảm, thân hình lóe lên, tiến vào trong hỏa diễm kim liên, bàn tay to như bổ phiến nắm đầu Hàn Lập, thoáng phát lực, xương khớp ngón tay liền nhô ra trắng bệch. Hàn Lập lập tức cảm thấy đầu căng như muốn nổ, không nhịn được kêu lên thảm thiết. Dường như đối với kỳ ma tử, tiếng kêu thảm này khiến y rất thoải mái, lực đạo trên tay không ngừng tăng thêm. Sắc mặt Hàn Lập trở nên trắng bệch, hai mắt dày đặc tơ máu, nhãn cầu lồi ra như thể chỉ sau một khắc sẽ vỡ tung. Giao Tam thấy thế, thân sắc đột biến, hào quang đỏ sậm trên người như thủy triều dâng lên, giơ tay hất về phía trước, tấm lệnh bài màu đỏ liền bắn ra giữa không trung, không ngừng phồng lớn. Thân hình nàng theo sát lệnh bài, không ngừng quán chú lực lượng pháp tắc của cơ thể vào trong. Lệnh bài hóa lớn bằng cánh cửa, che trước người giao tam, bên trong liên tục tản mát ra tia sáng đỏ sập, chiếu rọi bốn phía, từng phân thân của ngọn thần đang theo đó liền biến mất. Hồ Tam vất vả lắm mới thoát thân, giờ này cũng theo sau giao tam cấp bách lao tới kỳ ma tử. Trong tay gã, thiên hồ hóa huyết đao đại thịnh huyết quang, thân đao không động mà thế đao đã đạt đến đỉnh phong. Kỳ ma tử quay đầu lườm bọn họ, khóe miệng khẽ nhếch, biểu lộ vẻ diễu cợt. Nguy rồi, không còn kịp, giao tam tuyệt vọng nói. Nàng vừa dứt lời, bàn tay kỳ ma tử bỗng tăng thêm lực đạo, một vệt kim quang chợt lóe lên, đầu hàn lập như quả dưa hấu chín mọc, bục một tiếng, vỡ vụn ra. Hàn huynh, hồ tam thấy thế, hai mắt trợn lên, quát lớn một tiếng lớn. Giao tam biến sắc, mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Kỳ ma tử không quản hai người này mà từ trong sắc hàn lập kéo ra một tiểu nhân. Tiểu nhân này màu vàng, cao bốn năm tấc, mặt mũi giống hàn lập như đúc, chính là nguyên anh của hắn. Hàn đạo Hữu người xem, hiện tại đại ngũ hành huyễn thế quyết không phải là của ta sao? Kỳ ma tử mặt mũi tràn đầy khoái ý, bộ dáng tươi cười, nhìn nguyên anh bị mình giam cầm trong tay nói. Tiểu nhân nguyên anh không trả lời, tay chân lắc lư, giấy ruộng không ngừng nhưng căn bản vùng vẫy không thoát. Kỳ ma tử thấy vậy cũng không nóng giận, ánh mắt lóe lên một tầng quang mang đen nhánh. Từ trong con mắt, phóng ra hai luồng khói đen ngưng thực như sợi tơ nhỏ bé bao quanh Nguyên Anh của Hàn Lập. Dùng bí pháp siêu hồn như vậy, dù Nguyên Anh có đặt cấm chế, chỉ cần cảnh giới tu vi không bằng, liền có thể dễ dàng phá giải, đồng thời đại bộ phận lực lượng ẩn chứa trong Nguyên Anh cũng sẽ bị người dùng thuật này hấp thu chứ không lãng phí. Tuy nhiên, vừa bắt đầu siêu hồn, thần sắc kỳ ma tử đột nhiên biến đổi, sợi tơ màu đen quấn quanh thân Nguyên Anh lập tức co rụt lại, thu vào trong mắt y chỉ là giờ phút này thì đã trễ, thi thể bị bóp nát đầu của Hàn Lập bóng dưng vặn vẹo, tính cả tiểu nhân Nguyên Anh trên tay kỳ ma tử, cả hai rung động trong một tầng pháp trận chi lực, tiêu tán thành hư vô. Bên cạnh giao tam hiện ra một bóng người màu xanh, trên mặt cười nhạt, chính là tu sĩ Đại La, Liễu Tự tại Huyễn thuật pháp tắc của gã và luân hồi pháp tắc của giao tam phối hợp với nhau, lại hy sinh thêm cả một bộ thế thân khôi lỗi, cuối cùng đã lừa được kỳ ma tử ngay trong chính linh vực của y chương 1128, thần đăng vào tay. Nhưng vào lúc này, một cơn gió lốc màu trắng từ đằng xa cuốn tới, chính là lợi kỳ mã vận chuyển thần thông cấp tốc đi tới trước người kỳ ma tử. Ở trên lưng nó, một bóng người bỗng nhiên nhảy xuống, chính là Hàn Lập. Quanh thân hắn phóng xuất ra trận trận kim quang lóa mắt, chân ngôn bảo luân gào thét xoay tròn, quang âm tịnh bình treo trên cao, huyễn thần xa hải chảy xuôi xuống, bộ đồ vật thời gian pháp tắc đều hiện ra, vây kỳ ma tử vào giữa. Mà gần như đồng thời, mặt ngoài một bộ gồm năm vật thời gian pháp tắc đại phóng quang mang từng sợi thời gian pháp tắc tinh ti từ trong đó bắn ra dung hợp với nhau ở trong hư không nhanh chóng như bốc cháy lên tỏa ra một đoàn ngũ sắc dung quang trói mắt trong ngũ sắc dung quang thân sắc kỳ ma tử lập tức cứng đờ vẻ hoảng sợ trên mặt trong nháy mắt đều động lại ngay sau đó trên người y bắt đầu hiện ra tầng tầng hư ảnh huyễn hóa ra vô số thân ảnh giống y như đúc tiếp đó lần lượt từ hư ảnh đầu tiên xuất hiện một cái tiếp theo một cái như là gỗ mục hóa thành khói bụi tiêu tán. Lúc này, tất cả mọi người, bao gồm cả Liễu Tự Tại và Khúc Lân, đều lơ lửng ngoài mấy trăm trượng, nhìn một màn trước mắt làm cho người kinh hãi này thì không ai dám tới gần. Bởi vì bọn họ phát hiện trên thân kỳ ma từ giờ phút này đang phát sinh biến hóa kinh dị, khí tức tu vi của y đang từng giờ từng phút biến mất, đúng là từ cảnh giới đại la không ngừng rơi xuống, biến thành tu sĩ thái ất. Tình huống hàn lập lúc này cũng không quá tốt, ngũ sắc xung quang tựa hồ tiêu hao quá kịch liệt, đang ảm đạm xuống từng chút từng chút một. ngay lúc ngũ sắc dung quang hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, trong miệng hàn lập bỗng nhiên quát to một tiếng, lão thất phu, thời thần đã điểm. một câu hét lên, chân linh huyết mạch và thiên sát chấn ngục công trong cơ thể đồng thời vận chuyển trên thân ô quang đại tác, thân hình hắn lập tức biến thành ma thần ba đầu sáu tay, một quyền một chảo đồng thời phóng ra, chia ra đánh về hai nơi yếu hại đan điền và trái tim của ký ma tử. bụp bụp hai tiếng trầm đục truyền đến vuốt rồng của chân long huyết mạch biến thành trực tiếp xé mở lồng ngực kỳ ma tử, bóp nát trái tim của y, nhưng mà nắm đấm của sơn nhạc cự viên biến thành lại không thể một quyền đánh xuyên đan điền của y được. Thể phách tu sĩ đại la, dù sao cũng quá cường hãn. Trong lòng hàn lập thở dài, đang định đánh thêm một quyền, triệt để quấy nát đan điền của y, nhưng dị biến lại xảy ra. Trong đan điền kỳ ma tử, một cỗ khí tức nóng rực đột nhiên sinh ra, mấy trăm con hỏa tuế huỳnh trùng từ đó chen trúc ra, lao thẳng tới thân hàn lập chỗ chúng lan tràn đến, cánh tay Hàn Lập trong nháy mắt cháy đen một mảnh, khô quát héo rũ xuống. Trong lòng Hàn Lập cả kinh, chỗ đầu vai lập tức có một ngân diễm tiểu nhân đầu có ngọn lửa bảy màu nổi lên. Nó bổ nhào như khi lao xuống nước mà tiến tới phía trước, rồi hóa thành một ngọn lửa màu bạc rơi mạnh xuống, bao phủ cánh tay Hàn Lập và những con hỏa tuế huỳnh trùng kia vào trong. Ngay trong chớp mắt này, vùng đan điền kỳ ma tử có một đoàn pháp tắc tinh ti màu vàng bắn ra, cuốn theo một người tí hon màu vàng mặt mũi tràn đầy vẻ oán hận lóe lên liền biến mất không thấy sau một lần thoáng hiện đã ở ngoài ngàn dặm hồ tam thấy thế định hùng hổ truy đuổi thì bị liếu tự tại đưa tay ngăn lại y lấy hơn phân nửa thời gian pháp tắc tinh ti bọc lấy nguyên anh chạy trốn dù lợi kỳ mã đuổi cũng không kịp người đừng uổng phí sức lực ánh mắt của lão trông về phía xa lạnh nhạt nói ra hỏa tuế huỳnh trùng trên một tay chưa triệt để tiêu trừ hàn lập liền vươn ra một tay khác lấy nhẫn chữ vật và vòng tay chữ vật trên tay kỳ ma tử xuống nhưng không có luyện hóa cũng không thu hồi một bên kia tuế nguyệt thần đăng không được ai điều khiển nên đã khôi phục nguyên trạng bị giao tam thu vào trong tay đám người tụ họp lại một chỗ giao tam mở miệng nói hàn huynh theo ước định của chúng ta lúc trước ta đã nói chỉ cần tuế nguyệt thần đăng sẽ giữ lời hàn lập gật đầu nhẹ đưa tay ném vòng tay chữ vật và nhẫn chữ vật cho giao tam giao tam đầu tiên khẽ giật mình tiếp theo mỉm cười cũng phất tay, ném tuế nguyệt thần đăng lại cho Hàn Lập. Hai người tiếp lấy, tự mình dò xét một lát, phát hiện không có vấn đề, liền tự thu vào. Hàn Đạo Hữu sự tình đã giúp ngươi làm, bản mệnh nguyên bài của ta cũng nên trả lại cho ta a. À. Lợi kỳ mã lúc này từ từ chạy đến trước mặt Hàn Lập, mở miệng nói ra. Hàn Lập nghe vậy, đang muốn trả lời, liền nghe ầm một tiếng vang thật lớn chuyển đến, toàn bộ hư không tựa hồ chấn động kịch liệt một cái. Trong lòng mọi người giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn về hướng hai người hắc thiên ma tổ giao chiến chỉ thấy gần vị trí tuế nguyệt điện lúc trước một luồng hắc quang và một luồng kim quang vô cùng nhanh chóng lao vùn vụt giao kích nhau mỗi một lần đều làm thiên địa chấn động ngọn núi trống trời khổng lồ phía dưới thình lình đổ sụp hơn phân nửa hư không phụ cận càng triệt để sụp đổ băng liệt ra từng vết nứt không gian vắt ngang thiên địa toàn bộ không gian tầng thứ bảy lắc lư kịch liệt may mà những vết nứt không gian này không ngừng hút đi dư ba do hai người giao thủ tạo nên nếu không không gian tầng thứ bảy đã sớm sụp đổ những vết nứt không gian nơi này tựa hồ không ảnh hưởng gì đến hai người hai người trực tiếp đại chiến tại rìa vết nứt không gian nương theo tiếng ầm ầm kinh thiên sau khi va chạm hai luồng quang mang bỗng nhiên tách ra hiện ra thân ảnh hắc thiên ma tổ và tàn hồn màu vàng ha ha thống khoái thống khoái đã lâu rồi không có đánh thống khoái như vậy hắc thiên ma tổ cười ha ha hắc quang trên thân càng phát ra tăng vọt bao phủ hơn phân nửa màn trời đồng thời khuếch tán ra chung quanh. Trên thân tàn hồn màu vàng cũng đại phóng kim quang, chống đỡ với hắc quang đối diện. Chỉ là thân thể tàn hồn giờ phút này mỏng manh không ít, kim quang quanh người rõ ràng ảm đảm hơn nhiều so với hắc quang của hắc thiên ma tổ ở phía đối diện, bị hắc quang bao phủ vào bên trong. Hắc quang còn dư tiếp tục mãnh liệt khuếch tán ra chung quanh. Tuy bọn người hàn lập ở chỗ tương đối xa, vẫn bị hắc quang của hắc thiên ma tổ tác động đến. Thình thịch thình thịch, Tiên linh lực trong cơ thể đám người trong nháy mắt trở nên hỗn loạn vô cùng, trái tim bỗng nhiên nhảy lên một trận kịch liệt, tựa hồ muốn nổ tung ra, mà cảnh vật trước mắt bọn hắn nhanh chóng biến ảo, tựa hồ rơi vào trong một cơn ác mộng vô cùng vô tận. Đây là tâm ma bộc phát, khó mà áp chế được. Tâm ma pháp tác, hàn lập biến sắc, vội vàng thôi động thời gian pháp tác chi lực trong thể nội còn sót lại bảo vệ toàn thân, đồng thời bay về phía xa. Chỉ là hiện tại tiên linh lực thể nội hắn cực kỳ hỗn loạn. Tốc độ phi độn không bằng một thành so với ngày thường. Hơn nữa, thời gian pháp tác vốn vẫn thuận lợi, bây giờ đột nhiên mất đi hiệu lực, mặc dù nó bao bọc toàn thân hắn nhưng vẫn không cách nào ngăn cản tâm ma trong cơ thể phát tác. Mấy người liếu tự tại, giao tam cũng vội vàng tự thôi động lực lượng pháp tác bảo vệ thân thể, chạy trốn về phía xa, bất quá tình huống bọn họ cũng giống như vậy. Cũng may Hắc Quang lan tràn tới chỗ này của bọn Hàn Lập, không tiếp tục khuếch tán ra bên ngoài nữa. Do đó, mặc dù đám người phi độn với tốc độ rất chậm, vẫn nhanh chóng bay thoát ra khỏi phạm vi hắc quang. Tâm ma tuôn ra lập tức biến mất, tiên linh lực hỗn loạn cũng khôi phục bình thường. Cả bọn vẫn tiếp tục bay ra xa một khoảng mới dừng lại, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía hắc quang trùng thiên sau lưng, nhất là ba người liếu tự tại, khúc lân, lợi kỳ mã ngoài khiếp sợ thì trong mắt càng hiện lên một tia ủ rũ. Mặc dù bọn họ đã sớm biết thực lực so với hắc thiên ma tổ cách biệt cực lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến tình trạng này. Hắc thiên ma tổ giờ phút này không phải là triển khai linh vực, mà chỉ là quang mang pháp tác tác động đến đã làm bọn họ hoàn toàn không có lực ngăn cản. Nếu song phương thật sự chiến đấu sinh tử, dù ba người bọn họ liên thủ chỉ sợ không tiếp nổi một chiêu dưới tay hắc thiên ma tổ. Hàn lập nhìn hắc quang phía xa, ánh mắt chấp động không thôi, không biết đang suy nghĩ gì. Giữa hắc quang nồng đậm, kim quang trên người tàn hồn màu vàng đã bị ép đến phạm vi mấy trăm trượng, hình thành một quang cầu màu vàng cực kỳ chói mắt. Trung quanh hắc quang cuồn cuộn, quang cầu màu vàng từ từ bị áp xúc lại như trước. Ai, chỉ tiếc lão nhân nhà ngươi hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn, căn bản không phát huy được bao nhiêu thực lực, tiếp tục đánh nữa cũng không có ý nghĩa. Thôi đi, thôi đi." Hắc Thiên Ma tổ giống như thở dài nói, tay phải duỗi ra, trên bàn tay nổi lên một tầng quang mang đen kịt, vỗ vào hư không. Hư không xung quanh quang cầu màu vàng chỗ tàn hồn màu vàng hiện ra gợn sóng, đột ngột xuất hiện chín cự trưởng màu đen lớn gần mẫu. Mỗi một cự trưởng đều tản mát ra cảm giác mạnh gấp 10 lần hắc trưởng trước đó, hắc khí lượn lờ, mơ hồ không ngừng ngay cả hư không phụ cận cự trưởng cũng bị ăn mòn nhuộm thành màu đen, đồng thời trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh. Chín cự trưởng màu đen liên tục biến ảo, sau đó mãnh kích về phía trước nhìn như chậm nhưng thực ra rất nhanh, trực tiếp vỗ xuống quang cầu màu vàng. Quang cầu màu vàng trong khoảnh khắc bị nhiễm đen kịt, chia năm xẻ bảy ra, đồng thời thân thể tàn hồn màu vàng cũng lảo đảo lui về phía sau. Mà chín cự trưởng kia chỉ hơi dừng lại, sau đó tiếp tục đánh xuống tàn hồn màu vàng kia. Vào thời khắc này, thân thể tàn hồn màu vàng quay tít một vòng, 10 đạo cầu vòng hỏa diễm màu vàng như lưu ly từ thể nội nó bắn ra. Mỗi một vệt cầu vòng hỏa diễm màu vàng đều bắn ra thời gian pháp tắc chi lực cường đại dị thường. Những nơi chúng đi qua, hư không phụ cận như bị đốt cháy. Sau khi bắn ra 10 đạo cầu vùng này, thân thể tàn hồn màu vàng vốn đã ảm đạm lại càng thêm ảm đạm, cơ hồ trong suốt. 9 đạo cầu vòng hỏa diễm trong số đó đón lấy 9 cự trưởng màu đen kia, sau một tiếng vang thật lớn, chín cự trưởng màu đen thình lình bị cản lại. Còn một đạo cầu vồng màu vàng cuối cùng xoẹt một tiếng, xé rách hắc quang chung quanh, vọt ra phía bên ngoài, lại hướng tới bọn người Hàn Lập bên kia. Đám người kinh hãi, vội vàng chạy tứ tán. Hàn Lập bay vụt về phía sau nhưng tuế nguyệt thần đăng trong tay hắn đột nhiên tỏa sáng hào quang, đứng lại ngay tại đó, mặc cho hắn dùng lực kéo thế nào cũng không hề nhúc nhích, mặt ngoài bắt đầu hiển hiện từng vòng từng vòng phù văn sáng tối chập chờn lượn lờ không ngừng, phụt một tiếng, vô số đang diễm màu vàng từ trong tuế nguyệt thần đăng nổi lên, mỗi một ngọn đang diễm huyến hóa ra một đóa hỏa liên, quay tròn tụ hợp sen lẫn vào nhau, trong khoảnh khắc biến thành một vùng biển lửa vàng óng ánh. Sắc mặt hàn lập kịch biến, vội vàng buông tay ra, thân hình thoát một cái biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc xuất hiện cách đó mấy ngàn dặm, cau mày. Thật vất vả mới lấy được tuế nguyệt thần đăng, chẳng lẽ lại đổi chủ. chương 1129, thiên nhân cảnh tốc độ đạo cầu vồng màu vàng cuối cùng kia quá nhanh trong nháy mắt liền bay vụt tới phốc một tiếng chui vào biển lửa màu vàng kết nối với nhau ầm um, một lực lượng thời gian pháp tác vô cùng to lớn từ trong biển lửa màu vàng tuôn trào ra dung nhập vào trong đạo cầu vồng màu vàng kia trong hắc khí thân thể của tàn hồn màu vàng bỗng nhiên sáng ngời nhanh chóng trở nên ngưng thực đồng thời giơ tay đánh ra một quyền ầm um, ầm um, trên nắm tay của tàn hồn màu vàng tỏa ra từng luồng hỏa quang màu vàng như con sông dài ước chừng hơn trăm luồng, bắn ra bốn phương tám hướng. Mỗi luồng hỏa quang màu vàng đều dài mấy ngàn trượng, tản mát ra dòng chảy năm tháng như vô tình, làm mục nát, tiêu diệt chư thiên vạn vật, bất kỳ vật gì cũng không thể ngăn cản uy lực đáng sợ này. Nếu nói về chuyện đáng sợ nhất thế gian, không gì qua được năm tháng dậy sóng cuồn cuộn không ngừng, tận diệt thiên hạ, bất kể sinh mệnh, cho dù là tiên nhân đã thoát khỏi tuế nguyệt, cuối cùng cũng không thoát khỏi vận mệnh suy vong, mục nát. Hơn trăm luồng kim quang quét sạch cuốn hết đi hắc quang gần đấy, thậm chí xé rách hoàn toàn chín cự trưởng màu đen, rồi lao về phía hắc thiên ma tổ. Hư không phụ cận lập tức bị lực lượng thời gian to lớn bao phủ, tất cả đều không thể động đậy, kể cả những vết nứt không gian và không gian loạn lưu ở bên trong đó. Đám người hàn lập ở xa xa dù tự thấy đã lùi đến chỗ an toàn nhưng vẫn bị cỗ lực lượng thời gian này bao phủ, trong nháy mắt bị giam cầm tại chỗ, không thể động đậy. Những biến hóa liên tiếp này nói phức tạp, kỳ thật trong chớp mắt đã hoàn thành thập phương tuế nguyệt đảo, tốt, 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 không nghĩ một tia tàn hồn như ngươi mà có thể phát động thần thông này. Hắc thiên ma tổ nhãn tình sáng lên, cười ha ha. Vừa cười, hắc quang trên người lão phóng mạnh, xung quanh phạm vi mấy trăm trượng trong nháy mắt trở thành một mảng đen kịt, không một chút ánh sáng. Đồng thời, trong tay lão lóe hắc quang, một thanh trường kiếm màu đen lăng không hiện ra. Hắc kiếm toàn thân bao phủ bởi một tầng hắc quang, lúc sáng lúc tối, khiến người ta không thể nắm bắt, cảm giác hư ảo như lúc nào cũng có thể biến mất không thấy. Ta mượn một kiếm, thiên địa khóc thảm, hắc thiên ma tổ vung cánh tay lên, kiếm ảnh huyễn động, hơn trăm kiếm ảnh màu đen như dao long hiện ra. Trong kiếm ảnh phát ra kêu thê lương thảm thiết, thống khổ kêu rên, cuồng tiếu gào thét, vô số các loại thanh âm âm u, đan vào một chỗ, khiến người ta nghe thấy liền tâm thần run rẩy nổi điên phát cuồng. Hàng trăm kiếm ảnh cong cong khác nhau xẹt qua, chém chính xác vào từng luồng sáng dài màu vàng kia, những nơi đi qua, hư không xung quanh như tờ giấy thường, dễ dàng bị chém thành từng vết rách thô to. ầm ầm tiếng nổ tung vang rung trời, kiếm ảnh và luồng sáng rằng co nhau giữa không chung, không bên nào có thể áp đảo đối phương. Hai lực lượng pháp tác vô cùng to lớn va vào nhau, lực giam cầm trong hư không gần đấy bị xé rách trong nháy mắt, đám người hàn lập phía xa tạm thời khôi phục tự do. Đi mau, hai tồn tại đại la đỉnh phong giao chiến, chúng ta ở lẫn trong đó, lúc nào cũng có thể bị giết chết. Liễu tử tại phất tay ra một đạo quang mang sám trắng, cuốn lấy hồ tam, vọt về nơi xa. Hàn lập nhìn tới mảnh sông dài hẹp kim quang, cảm ứng ý cảnh thời gian pháp tắc trong đó tản ra, ẩn chứng với đại ngũ hành nguyễn thế quyết của mình, càng nghĩ càng thấy ảo diệu vô cùng. Chỉ là bây giờ không phải thời điểm để lĩnh hội pháp tắc, hắn nhìn tuế nguyệt thần đang đang đại phóng kim quang lần cuối, rồi cắn răng rời mắt. Thoát cái, thân hình hóa thành một vệt cầu vùng màu vàng, cũng bay tới phía xa. Lập tức, giao tam, lợi kỳ mã, khúc lân mỗi người thi triển thần thông rời khỏi chỗ thị phi này. Vào thời khắc này, hai tay tàn hồn màu vàng bấm niệm pháp quyết, kim quang trên thân lần nữa rực rỡ, đột nhiên mãnh liệt hơn gấp 10 lần. Hắc thiên ma tổ mắt thấy cảnh này, mặt lộ vẻ kinh ngạc, đây là tàn hồn màu vàng đang hoàn toàn không tiếc bất kỳ giá nào gia tăng lực lượng. Lão đang muốn làm điều gì thì những luồng sáng màu vàng kia bỗng sáng lên, kim quang từ đó tỏa ra sáng tỏ vô cùng. Một tiếng ầm vang, những kiếm ảnh màu đen kia đều phá hủy, tiếp tục cuốn tới Hắc Thiên Ma Tổ, bao phủ lão vào trong. Hắc Thiên Ma Tổ nhíu mày lại, không hề bối rối, xung quanh thân hình nhanh chóng chấp động, đồng thời hắc kiếm trong tay cuồng chém về bốn phương tám hướng. Suy suy suy, vô số kiếm ảnh màu đen bắn ra chung quanh, tạo thành một đóa sen màu đen nở rộ. Uy lực đóa sen màu đen vô cùng mạnh mẽ, dễ dàng ngăn chặn công kích của những luồng sáng vàng kia. Tàn hồn màu vàng trông thấy cảnh này, tựa hồ cũng không làm thêm động tính, hai tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết như chớp. Bùm một tiếng vang thật lớn, thân thể tàn hồn bất ngờ bạo liệt, hóa thành mảng kim quang chói mắt không gì sánh được, bao phủ Hắc Thiên Ma tổ cùng hư không phụ cận 10 vạn dặm hư, biến thành một thế giới màu vàng. Ngươi, xa xa, Hắc Thiên Ma tổ mắt thấy cảnh này, khuôn mặt lần đầu biến sắc. Nhưng không đợi lão làm gì, kim quang đầy trời bỗng như cá voi hút nước bắn ngược về, hình thành một khối hình cầu màu vàng đường kính vạn dặm, trông như một viên tinh cầu khổng lồ trôi nổi giữa không trung. Toàn bộ kim quang, hắc quang gần đó đều biến mất trong nháy mắt tất cả yên tĩnh trở lại, kỳ lạ vô cùng. Đây là linh vực, Hàn Lập đang phi độn bỗng cảm ứng tình huống sau lưng, không khỏi quay đầu nhìn về phía sau, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Trên tinh cầu màu vàng óng này, hắn quả thật cảm thấy khí tức linh vực. Đây là thiên nhân cảnh linh vực, đã từ hư thành thực, uy năng hơn xa hóa linh cảnh, tạo vật cảnh linh vực, không ngờ tàn hồn này lại có thể thi triển ra. Không tốt, đây là muốn tự bạo linh vực, cùng hắc thiên ma tổ đồng quy vô tận. Chúng ta đi mau. Lợi kỳ mã ở bên cạnh Hàn Lập, mở miệng nói ra, nhưng nói được một nửa, sắc mặt nó bỗng đại biến, điên cuồng hét lên. Lợi kỳ mã còn chưa dứt lời, bạch quang trên thân nó chợt hiện, bục một tiếng, tỏa ra đám khói mây màu trắng to lớn bao bọc Hàn Lập và giao tam vào trong. Đồng thời, bốn vó của nó cũng hiện ra từng đám vân khí màu trắng vừa mới động, thân hình nó liền hóa thành nguyễn ảnh màu trắng, tốc độ đột một tăng mấy lần, nhanh chóng vọt đi xa vô cùng. Khúc lân, liễu tự tại đều biến sắc, như thể cũng phát hiện điều gì, hào quang trên người rực sáng. Thân thể khúc lân cuộn một vòng, bỗng hóa thành cầu vòng màu vàng hơn trăm trượng phá không mà đi, ở trong kim quang ẩn hiện một con vệ kim trùng dương cánh bay cao. Tốc độ cầu vòng màu vàng nhanh không tưởng, lóe lên đã đến nơi xa cuối chân trời, lần nữa lóe lên liền biến mất không thấy bóng dáng. Liễu tự tại há miệng phun ra quang mang xám trắng, hóa thành một quang môn xám trắng cao khoảng một trượng, trên quang môn hiện ra rất nhiều đường vân màu bạc, tản mát ra lớp lớp khí thức lực lượng không gian. Gã mang theo hồ tam cất bước vào trong, thân hình lập tức biến mất không còn tâm tích, không biết đi nơi nào, mà quang môn xám trắng cũng lóe lên biến mất. Thân ảnh ba người vừa mới biến mất, phía xa, tinh cầu màu vàng chợt hiện ra kim quang vô cùng lóa mắt, khó mà nhìn thẳng vào, mặt ngoài tinh cầu mặt ngoài còn có vô số đường vân hình ngọn lửa. Hơn nữa còn có một khí thức đáng sợ đủ để hủy thiên diệt địa từ trong tinh cầu màu vàng nổi lên, còn chưa bộc phát, hư không phụ cận cũng đã trở nên rung động kịch liệt một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa tinh cầu vàng óng nổ tung hóa thành một vầng sáng màu vàng vô cùng to lớn không thể đo nổi điên cuồng lan tràn ra chung quanh như sóng dữ những nơi đi qua hư không như trang giấy mỏng dễ dàng vỡ vụn sau đó những mảnh vỡ không gian và hư không loạn lưu xung quanh đều bị vầng sáng màu vàng thôn vệ mất trong vầng sáng màu vàng vô số kim quang cuồn cuộn hình thành từng vòng xoay to nhỏ dường như có thể xoắn nát nuốt hết tất cả đồ vật phía dưới ngọn núi chống trời khổng lồ đã sụp đổ cũng nhanh chóng bị tác động đến đá vụn trên núi như bị vầng sáng vàng hòa tan nuốt chửng mất không thể ngăn cản chút nào vầng sáng màu vàng nhanh chóng khuếch tán không gian toàn bộ tầng 7 lắc lư dữ dội khắp nơi hiện ra từng vết nứt không gian vô cùng lớn gần như sụp đổ nhóm người hàn lập giờ đây dù đã bay được một khoảng cách khá xa nhưng tốc độ bọn hắn so với vầng sáng màu vàng đang khuếch tán vẫn chậm hơn rất nhanh liền bị áp sát